Good morning, all the pastors and missionaries in Vietnam. Good to see you all. Xin trân trọng kính chào toàn thể quý mục sư, giáo sĩ và quý con cái của Chúa ở tại Việt Nam. Rất là vui khi được gặp tất cả mọi người. It is my great pleasure to see you all and spend time with you today. Tôi rất là vinh dự khi được nhìn thấy tất cả quý vị và được có thời giờ để kết nối gặp gỡ quý vị buổi sáng hôm nay. My name is Jeff Yun, and I'm the coordinator of IMM Mission Mobilization Team. Tôi là mục sư Jeff Zun và tôi đang là người điều phối cho mục vụ huy động truyền giáo. And let me just introduce the speaker for today. Cho phép tôi được giới thiệu vị diễn giả của chúng ta buổi sáng hôm nay. Reverend Trevor Kalmia from Australia. He was a former international director of WEC International. Mục sư Trevor Kalmia trước đây nguyên là giám đốc quốc tế của Hội Truyền giáo Quốc tế WEC International. And he was also former missionary in Indonesia. Và ông cũng là nguyên giáo sĩ Hầu Việt Chúa tại Indonesia. He'll be speaking on the discipleship and church planting today. Sáng hôm nay ông sẽ chia sẻ về chủ đề môn đồ hóa và mở mang hội thánh. Please join me welcoming Trevor Kalmia with big clap. Xin chúng ta hãy cùng hoan nghênh mục sư, chào mừng mục sư bằng một tràng vỗ tay. Thank you, Pastor Jeff. And Pastor Trevor, this is your time. Thank you so much. It is so good to be able to share with you in Vietnam and many other parts of the world, people working amongst the Vietnamese. Thật là tuyệt vời. Cảm ơn Chúa vì buổi sáng hôm nay được gặp gỡ tất cả quý ông bà, anh chị em, quý đầy tớ của Chúa là những người đang làm việc ở tại Việt Nam và những nơi khác trên thế giới ở giữa vòng người Việt Nam. I have had the privilege of visiting and ministering in Vietnam in years past and have so appreciated that privilege. Tôi đã có cơ hội được hầu việc Chúa ở tại Việt Nam trong những năm trước đây và đó thực sự là một đặc ân rất là lớn đối với tôi. And let me say that I think the Vietnamese have a very special place in God's work for the kingdom today. Và cho phép tôi được nói với quý vị điều này. Việt Nam, tôi tin rằng Việt Nam là quốc gia có một vị trí rất quan trọng ở trong chương trình của Đức Chúa Trời dành cho thế giới này. I will be sharing with you in this first session about discipleship. Buổi sáng hôm nay trong cái phần đầu tiên, trong tiết đầu tiên này, tôi sẽ chia sẻ với quý đầy tớ của Chúa và quý ông bà anh chị em về đề tài là môn đồ hóa. Now, some of the things I say, you might not necessarily have heard before or maybe not even agree with. Cho nên, tất những điều mà tôi nói ở đây không nhất thiết là quý vị đã nghe trước đây rồi, hoặc là cũng không nhất thiết là quý vị đều phải hoàn toàn đồng ý với nó. But a good trainer wants people to think and to reflect and to decide in their own life what God is saying to them. Nhưng mà một người huấn luyện tốt là người mà giúp cho mà những người học viên của mình có cơ hội để suy nghĩ, để phản hồi và để quyết định ở trong lòng của mình làm những điều mà Chúa đang nói phán với họ. I think discipleship is absolutely essential for each one of us. Tôi tin rằng môn đồ hóa là một công tác trọng tâm cho mỗi một người chúng ta. I'm going to use a PowerPoint to help clarify some of the things we are saying. Tôi sẽ chiếu PowerPoint để giúp làm sáng tỏ một số điểm mà tôi sẽ chia sẻ với quý vị. We have prepared this with both English and Vietnamese language. Chúng tôi đã chuẩn bị PowerPoint này trong cả tiếng Anh lẫn tiếng Việt. And we will be hoping that you can get a copy of this for reflection after the session. Và chúng tôi hy vọng quý vị sẽ nhận được cái PowerPoint, file PowerPoint này sau cái phần trò chuyện của tôi để quý vị sẽ suy nghĩ thêm về những điều tôi chia sẻ.
To me, that is the most important part, that you can have time to reflect on the things we share together. Đối với tôi, đó là một phần rất là quan trọng khi quý ông bà anh chị em có thời giờ để suy gẫm về những điều mà chúng ta chia sẻ với nhau. Let's have a look at the PowerPoint if I can get it up. À, bây giờ tôi sẽ chiếu PowerPoint cho quý vị. Can we see that? Yes, but can you play the slideshow? Yes, just a moment. I'll just try and get it to a place where I can. I couldn't with the screen. There we are. Yes. Now we should be right. Okay. Why do I think discipleship is so important? Tại sao tôi nghĩ rằng, tôi cho rằng môn đồ hóa là một điều hết sức quan trọng? Because the very last words of Jesus to us were about being disciple makers. Bởi vì những lời cuối cùng của Chúa Giêsu dành cho chúng ta là những điều liên quan đến việc đào tạo môn đồ, trở nên một môn đồ. Before Jesus went to glory, he spoke to the believers, his disciples. Trước khi Chúa Giêsu vào trong sự vinh hiển của Ngài thì Ngài đã nói với những tín hữu, tức là những môn đồ của Ngài. He said, "Wait until you are empowered by the Holy Spirit." Ngài nói rằng các con hãy chờ đợi cho đến khi nhận lấy quyền phép của Thánh Linh từ trên cao. And then I want you to be my witnesses in Jerusalem, Judea, Samaria and to the end of the earth. Và ta muốn các con trở nên chứng dân của ta tại Jerusalem, xứ Giu-đê, xứ Samari cho đến tận cùng trái đất. And then he called them to go and to be witnesses for him to the world. Rồi Ngài kêu gọi họ hãy ra đi làm chứng nhân cho Ngài, cho muôn dân. Now, in the Bible there are many verses about discipling. Trong Kinh Thánh chúng ta tìm thấy có rất nhiều câu khác nhau nói về môn đồ hóa. One of the best known verses is Matthew 28, again, just before Jesus went to heaven. Một trong những câu quen thuộc nhất, nổi tiếng nhất, đó là cái câu Matthew đoạn 28, câu 19, câu 20, được nói ra trước khi Chúa Giêsu thăng thiên. Let's read that now from Matthew 28, 19 and 20. Chúng ta cùng đọc với nhau Matthew chương 28, câu 19 và câu 20. Tôi xin phép được đọc lời của Chúa ở đây. Vậy hãy đi khiến muôn dân trở nên môn đồ ta. Hãy nhân danh Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Thánh Linh làm báp têm cho họ và dạy họ giữ mọi điều ta đã truyền cho các con. Và này, ta luôn ở với các con cho đến tận thế. Those of you that have studied Greek will know that the verse actually reads, as you are going, make disciples. Disciples is the main verb. Jesus was expecting us to be going to other people. Nếu chúng ta biết tiếng Hy Lạp thì chúng ta sẽ hiểu cái câu này như thế này. Đó là Chúa nói rằng khi các con đang ra đi thì hãy đào tạo môn đồ. Và đào tạo môn đồ là cái động từ chính trong mạng lệnh của Chúa Giêsu dành cho chúng ta là những môn đồ của Ngài. So it's interesting to me that Jesus says the most important thing his disciples, his followers can do is to make other disciples. Điều mà chúng ta cần phải hiểu ở đây đó là điều quan trọng nhất mà Chúa Giêsu muốn chúng ta làm, đó là trong tư cách là những môn đồ của Chúa, đó là hãy đào tạo những môn đồ mà có thể đào tạo ra những môn đồ khác. Many of you are pastors and leaders. Nhiều người trong quý ông bà anh chị em là những mục sư, những lãnh đạo hội thánh. You teach and preach sermons and lead people. Quý vị giảng những bài giảng và dạy dỗ, dẫn dắt những người khác. This is important, and Jesus told us to teach all that he had said. Đây là điều rất quan trọng bởi vì Chúa Giêsu dặn chúng ta rằng chúng ta phải dạy dỗ họ giữ hết thảy mọi điều mà Ngài đã truyền cho chúng ta.
But the purpose is that we will make disciples. Nhưng mà mục đích chính là chúng ta phải đào tạo môn đồ. So how can we do that? Vậy thì làm thế nào chúng ta có thể làm điều đó? Many verses in the Bible. This one from 1 Corinthians 11, firstly. Có rất nhiều câu kinh thánh, nhưng mà một trong những câu đó là Côrintô nhất đoạn 11 câu 1. Hãy noi gương tôi như chính tôi noi gương Đấng Christ vậy. So Jesus is always our great example, not other people, not you. Chúa Giêsu luôn luôn là tấm gương lớn của chúng ta, chứ không phải là người khác hay là không phải là quý vị. In your life, maybe Christians have been a big influence. Trong đời sống của quý vị, những người Cơ Đốc khác có thể là một ảnh hưởng lớn trong đời sống của mình. But even those who have been our spiritual fathers or mothers can disappoint us, but Jesus never does. Nhưng mà ngay cả những người là cha là mẹ thuộc linh của chúng ta thì cũng có thể khiến cho chúng ta thất vọng. Song Chúa Giêsu thì không bao giờ làm cho chúng ta thất vọng. I'm sure you are aware of leaders in your Vietnam context who have fallen, who have made big mistakes and disappointed many. Cho nên tôi nghĩ rằng quý vị cũng có thể nhận thấy được điều đó. Ngay cả tại Việt Nam có những người lãnh đạo thuộc linh cũng đã có những cái sự thất bại, những sự sa ngã và điều đó ảnh hưởng đến rất nhiều người khác, khiến chúng ta thất vọng. But Jesus is our faithful one. Nhưng mà Chúa Giêsu luôn luôn là đấng thành tín đối với chúng ta. When Paul was talking to his great disciple Timothy, he said these words in 2 Timothy 2. Khi Phao-lô nói với Timôthê là một môn đệ thân tín của mình, thì ông đã nói những lời này trong Timôthê nhì đoạn 2 từ câu 1 đến câu 3. Vậy hỡi con, hãy nhờ ân điển trong Đấng Christ Giêsu mà làm cho mình mạnh mẽ. Những điều con đã nghe nơi ta trước mặt nhiều nhân chứng, hỏi ý thác cho những người đáng tin cậy, là những người có khả năng dạy dỗ người khác. Hãy cùng ta chịu khổ như một người lính dũng cảm của Đấng Christ Giêsu. If I was going to encourage you to reflect on one thing I've said today, it would be this verse. Nếu mà tôi có thể khích lệ anh chị em điều gì đó, thì đây sẽ là câu kinh thánh mà tôi muốn tập trung vào. You can be so busy in ministry, I know what that is like, that we forget the most important thing. Quý vị có thể quá bận rộn ở trong chức vụ, trong mục vụ của mình đến nỗi không còn biết cái tận hưởng cuộc đời là gì, nhưng mà hãy xem đây là một cái điều quan trọng nhất mà chúng ta có thể làm. Paul in this passage is saying we should be a living example to others of what following Jesus looks like. Tất cả những gì được nói đến ở trong phân đoạn kinh thánh này đó là khuyên chúng ta hãy là một tấm gương sống cho những người khác về việc bước theo Chúa Giêsu trông như thế nào. And he said to Timothy, his young disciple, look for faithful, reliable people to disciple. Và rồi Phao-lô khuyên Timôthê là hãy tìm kiếm những người trung tín, đáng tin cậy để môn đồ hóa họ. Let me tell you some of my story. Tôi xin chia sẻ với quý vị một số câu chuyện liên quan của cá nhân tôi. When I was 15 years of age, my pastor asked me if he could disciple me. Khi tôi 15 tuổi thì mục sư quản nhiệm của tôi hỏi rằng liệu ông có thể môn đồ hóa tôi hay không. He also discipled my brother and a friend of mine who were both teenagers. Lúc đó thì mục sư quản nhiệm của tôi đang môn đồ hóa người anh trai của tôi và người bạn của anh ấy, cả hai cũng là những người trong độ tuổi thiếu niên. I don't think he discipled any other people in our church that I know of. Lúc bây giờ thì tôi nghĩ rằng mục sư không đào tạo môn đồ nào khác ngoài hai người đó trong hội thánh của tôi. Now as I think about that, I think it is amazing. Và khi tôi nghĩ về điều đó đó thì tôi cho rằng đó là một điều rất là kỳ diệu. He discipled young teenage boys and spent special time with them
ông with the goal of them becoming disciples. Ông chủ đích dành đào tạo những người trẻ, những thiếu niên trở thành những môn đồ của Chúa và dành những thời giờ đặc biệt cho họ để giúp họ trở thành môn đồ của Chúa. I want to suggest to you that sometimes we choose people who are not the best people to be disciples. Tôi muốn nhắc anh chị em rằng có thể chúng ta sẽ gặp những người nào đó mà không phải là những người tốt nhất để chúng ta có thể đào tạo họ. Reliable people, people who have a heart and a desire to follow Jesus, these we should disciple. Những người đáng tin cậy, những người có tấm lòng và có khao khát bước theo Chúa Giêsu chính là những người mà chúng ta cần phải tìm kiếm để môn đồ hóa. My pastor is now with Jesus. Mục sư của tôi thì bây giờ đã về với Chúa rồi. He does not know that I discipled people for nearly 60 years. Và ông đã không biết rằng tôi cũng đã làm công tác đào tạo môn đồ trong gần 60 năm qua. The first person I discipled as a teenager was a Hong Kong Buddhist. Cái người đầu tiên mà tôi đã môn đồ hóa trong khi còn là thiếu niên là một người Phật giáo, người Hồng Kông. Who had he just had come to understand about Jesus and I spent 2 years discipling him. Khi anh ta vừa mới trở lại tiếp nhận Chúa Giêsu thì tôi đã dành khoảng 2 năm để môn đồ hóa anh ấy. Because I had been faithfully discipled, I was able to disciple him. Cho nên vì cớ tôi đã trung tín trong công tác môn đồ hóa, cho nên tôi đã có thể môn đồ hóa anh ấy. Being a disciple of Jesus in this passage shows that it will be tough at times and maybe even we have to suffer. Trở thành một môn đồ của Chúa Giêsu theo như đoạn Kinh Thánh này, nó có thể bao gồm một số cái thách thức khó khăn và có khi đòi hỏi chúng ta phải chịu khổ, phải trả giá. I trust that you will learn and memorize this verse and use it in your ministry. Tôi tin rằng quý vị sẽ học thuộc và ghi nhớ những câu Kinh Thánh này và sử dụng nó ở trong chức vụ của mình. This is another verse from Philippians 4. Có một câu Kinh Thánh khác được chép ở trong Philip chương thứ 4, câu 9. Những gì anh em đã học, đã nhận, đã nghe và đã thấy trong tôi, hãy làm đi, thì Đức Chúa Trời của sự bình an sẽ ở với anh em. Discipleship is walking alongside so people so that they can see, hear and learn more about following Jesus through your life. Môn đồ hóa chính là bước đi bên cạnh người khác để rồi họ có thể thấy, nghe, học biết nhiều hơn về việc bước theo Chúa Giêsu từ chính cuộc đời của quý vị. I want to give you a simple definition. Tôi muốn gửi đến quý vị một cái định nghĩa đơn giản. A disciple is a person who knows and loves Jesus and is committed to faithfully following him. Một môn đồ là một người biết Chúa, yêu mến Chúa Giêsu và cam kết trung tín bước đi theo Ngài. For me, discipleship is not a program but rather a process or lifestyle by which one person encourages people and helps others to become disciples of Jesus and obedient to the Lord in their lives. Đối với tôi, môn đồ hóa nó không phải là một cái chương trình, mà đó là một quá trình hay là một cái lối sống mà bởi đó một người theo Chúa Giêsu sẽ khích lệ và giúp đỡ những người khác, những tín hữu khác bước đi gần gũi hơn với Chúa Giêsu và vâng theo sự dẫn dắt của Chúa ở trong chính đời sống của họ. Some key aspects of being on discipleship and lessons. Chúng ta cùng xem xét các lĩnh vực chính của tiến trình đời sống môn đồ hóa. I'm not sure if you have discipled someone, so I'm giving some key pointers that might help you. Tôi không rõ là quý vị đã có đang môn đồ hóa ai đó chưa, cho nên tôi sẽ đưa ra một số cái ý chính để quý vị có thể ghi nhớ.
It is not a program, but there are certain things that are important in discipling. Nó không phải là một cái chương trình, nhưng mà có một số cái điều quan trọng ở trong cái tiến trình đào tạo môn đồ này. So daily reading and memorizing God's word is important. Việc đọc và ghi nhớ lời Chúa hàng ngày là vô cùng quan trọng. Daily communicating with God in prayer, with the key aspects of prayer, thanksgiving, seeking his guidance, petition and intercession. Hàng ngày tương giao với Chúa trong sự cầu nguyện với các khía cạnh chính là sự ngợi khen, cảm tạ, tìm kiếm sự hướng dẫn của Chúa, khẩn nguyện và cầu thay. I would like to talk about all of these things at length, but I think you understand these principles. Tôi muốn nói thêm về những cái khía cạnh này, nhưng mà tôi nghĩ rằng quý ông bà anh chị em đã hiểu được những nguyên tắc của cái điều này. Being active, an active part of a community of faith. Trở nên một cái thành một nhân tố chủ động của một cộng đồng đức tin. Now, I have used the term community of faith and not church there. Tôi đã sử dụng cái cụm từ là cộng đồng đức tin, chứ không phải dùng từ hội thánh ở chỗ này. Most of the places where I have worked and encouraged people, they do not have big churches. Often they are not allowed to. Hầu hết những nơi mà tôi đã làm việc và giúp đỡ đó, thì họ không có những hội thánh lớn. Và thậm chí là có những nơi là họ không được phép hình thành, thành lập hội thánh. So a small group might be all that a person can be part of. Cho nên đối với những nơi như thế thì một cái nhóm nhỏ của những tín hữu là tất cả những gì mà một tín hữu có thể trở thành một cái thành phần ở trong đó. So a disciple needs to be active in their small group, even if they do not have a specific role in a bigger church. Cho nên một môn đồ của Chúa thì cần phải chủ động ở trong cái cộng đồng đức tin này, ngay cả khi họ không có một cái vai trò nào đó đặc biệt ở trong một hội thánh lớn. We will talk more about that in church planting, perhaps. Chúng ta sẽ nói thêm về điều đó trong cái phần thứ hai là mở mang hội thánh. And a disciple needs to actively use their gifts and abilities for the sake of God's kingdom. Một môn đồ của Chúa cần phải chủ động sử dụng các ân tứ và khả năng của mình cho vương quốc của Đức Chúa Trời. Even if they are new believers, they need to be engaged in things that help God's kingdom. Ngay cả khi họ là những tân tín hữu thì họ cũng cần phải được dự phần vào trong việc gì đó để mà xây dựng vương quốc của Đức Chúa Trời. And they need to take every opportunity to share their faith journey and the gospel with pre-believers. Và một môn đồ của Chúa sẽ là người tận dụng mọi cơ hội mình có để chia sẻ hành trình đức tin và phúc âm với người chưa tin. This is very important and it's often very challenging in a resistant place. Đây là một cái điều hết sức quan trọng, nhưng mà nó cũng là điều vô cùng thách thức, đặc biệt là trong những nơi mà thù địch với phúc âm. Paul suffered for the gospel, so did Timothy, and we may have to as well. Phaolô đã chịu khổ vì tin lành, Timôthê cũng vậy, và có thể chúng ta cũng phải là người chịu khổ vì Chúa. What's happened here? Just a moment. You just clipped the... Okay. I'm all right, I'm okay. The challenge of an authentic lifestyle. Chúng ta nói đến cái thách thức của một cái lối sống cơ đốc đích thực. This is the key for every person who wants to disciple. Đây là cái chìa khóa cho bất cứ người nào muốn đào tạo môn đồ. I have realized that it is my life more than the words that I teach that is the biggest influence on my disciples. Tôi đã nhận ra rằng cuộc đời của tôi chứ không phải những gì mà tôi nói, tôi dạy mới là điều ảnh hưởng lớn nhất trên cuộc đời của những môn đồ của tôi. We need to let people see who we really are, not just the public side, but also the private side of our lives.
Chúng ta hãy cho người khác thấy chúng ta thực sự là ai, không chỉ là nhìn thấy phương diện công khai của chúng ta, cái vẻ bề ngoài của chúng ta, mà còn cho họ thấy cuộc đời của chúng ta trong cái khía cạnh riêng tư nó như thế nào. I can tell you from my experience in Indonesia that 10 years, 20 years, 30 years later, I had some of my disciples saying it was my life that influenced them the most. Tôi có thể chia sẻ kinh nghiệm của tôi với quý ông bà anh chị em khi tôi làm việc ở tại Indonesia. Đó là 10, 20, 30 năm sau thì có những môn đồ của tôi đã đến và nói với tôi rằng chính cái cuộc đời của tôi, chính cách tôi sống với họ đã ảnh hưởng ở trên cuộc đời của họ, chứ không phải là những gì tôi dạy dỗ, tôi nói với họ. Many believers used to stay overnight at our place from time to time, and they saw our family, they saw our life, and this was a big influence on them. Can you repeat? Many used to stay overnight with us and see our family and our life, and it influenced them. Có những thanh niên đã ở với chúng tôi, đã sống trong nhà của chúng tôi và ở với chúng tôi qua đêm, và họ đã nhìn thấy cuộc đời của chúng tôi, cách chúng tôi sống, và qua đó họ được ảnh hưởng. People need to realize that what you say is what you live. Người ta cần phải thấy rằng cái cách chúng ta nói chính là cách chúng ta sống. Đời sống của chúng ta phải nhất quán với những gì chúng ta nói. So you need to walk alongside your disciples and meet regularly with them. Vì vậy chúng ta cần phải đi bên cạnh các môn đồ của mình, thường xuyên gặp gỡ và chia sẻ cuộc đời mình với họ. So, I can't read the title here. Can you read out the title? Your experience in discipline. Kinh nghiệm môn đồ hóa. We're continuing. So, you need to encourage people to keep Jesus as the center and Lord of their lives. Chúng ta cần giúp cho những môn đồ của mình tăng trưởng trong Chúa Giêsu như là trung tâm và là Chúa của đời sống họ. It's not the church, it's Jesus that is central. Không phải là hội thánh, mà là Chúa Giêsu phải là trung tâm của đời sống họ. I suggest you need to study the Bible, they need to study the Bible, memorize scriptures, pray together and be involved in ministry. Tôi khích lệ quý vị hãy học Kinh Thánh với họ, giúp cho họ ghi nhớ Kinh Thánh, cầu nguyện cùng với họ và giúp họ tăng trưởng ở trong mục vụ. We'll talk some practical things about that in a moment. Chúng ta sẽ nói về những cái phần thực tiễn liên quan tới cái điều này trong một lát nữa. Can I suggest that we need to ask lots of questions as we help people to grow? Và tôi đề nghị quý vị là hãy đặt ra nhiều câu hỏi cho họ để giúp cho họ tăng trưởng. I've lived in Asia a long time, many times. Tôi đã có khoảng thời gian sống ở tại châu Á rất là dài trong quá khứ. I know how Asian people respect their leaders and listen just to them. Tôi biết người Á Châu của quý vị rất là kính trọng và do đó lắng nghe người lãnh đạo của mình. But Jesus taught us a different way. Nhưng mà Chúa Giêsu bảo chúng ta một điều khác hẳn. He asked lots of questions. Ngài hỏi rất là nhiều câu hỏi. When he was asked, "How can I have eternal life?" he said, "What do you think?" Khi có người hỏi rằng tôi phải làm chi cho được sự sống đời đời, thì Ngài đặt câu hỏi ngược lại, đó là ngươi nghĩ gì về điều đó? For me in discipling, this has been an important principle. Đối với tôi trong công tác môn đồ hóa, thì đây là một nguyên tắc rất quan trọng. I want to encourage them to find answers rather than just listen to my answer. Tôi thường tìm cách khích lệ họ tự tìm câu trả lời cho mình thay vì là lắng nghe câu trả lời của tôi. It's much better to build on the understanding a disciple has than to just give your input. Cái việc mà các môn đồ của mình họ xây dựng cuộc đời của họ dựa trên những gì họ hiểu biết, họ khám phá, nó
tốt hơn rất nhiều so với việc họ chỉ là tiếp nhận những cái thông tin từ phía mình. And I want to suggest to you that by the grace of God, your disciples might become more fruitful than you. You need to pray for God to do this. Và tôi muốn nói với anh chị em rằng chúng ta cần phải cầu nguyện để cho các môn đồ của mình có thể trở nên kết quả hơn hơn cả chính bản thân mình. Now some tools that might help you if you have not been a discipler of other people. Tôi gợi đưa ra một số công cụ và ý tưởng để giúp cho quý vị nếu có ai chưa bắt đầu môn đồ hóa thì có thể sẽ môn đồ hóa những người khác. Some tools, a study book on basic Christian life and faith for new believers, which has questions for the disciples. Chúng ta cần có một cuốn sách nghiên cứu về đời sống và đức tin cơ đốc căn bản dành cho những người mới tin Chúa, bao gồm các câu hỏi dành cho các môn đồ. And a booklet or a list of key Bible verses to be memorized. Hoặc là một cuốn sách nhỏ, hoặc là danh sách một số câu kinh thánh quan trọng để cho họ ghi nhớ. I'm so thankful I was taught to memorize scripture. Tôi rất là biết ơn Chúa vì tôi đã được dạy là cần phải học thuộc lòng kinh thánh. I have learned hundreds of verses and I am so thankful that I can still remember them even though I'm old. Tôi đã học thuộc lòng hàng trăm câu kinh thánh và tôi rất là biết ơn Chúa vì cho đến bây giờ tôi vẫn còn thuộc những câu kinh thánh này ngay cả khi tôi đã già. Although we now have the electronic era, memorizing verses is very special. Đặc biệt là khi chúng ta đang sống ở trong cái thế hệ gọi là trong cái kỷ nguyên kỹ thuật số đó, thì việc ghi nhớ kinh thánh là một điều hết sức đặc biệt. And disciples need a Bible reading list or program to help them. Perhaps reading a chapter a day might be good for a new disciple. Cho nên một người đào tạo môn đồ cần có một danh sách hay là một chương trình đọc kinh thánh dành cho các môn đồ của mình. Và chúng ta nên đề xuất có thể họ phải đọc mỗi chương một ngày. And then a simple book on the importance of prayer. Cái công cụ thứ tư là nên giúp cho họ có một cuốn sách đơn giản để học về tầm quan trọng của sự cầu nguyện. And can I encourage you to share an example of how to prepare a personal testimony? Cho nên tôi khích lệ anh chị em hãy chia sẻ về cái cách mà mình chuẩn bị cái lời chứng cá nhân của mình là như thế nào. We want disciples to share their story of coming to Jesus. Chúng ta muốn các môn đồ của mình hãy chia sẻ cái câu chuyện về việc họ đã tin nhận Chúa như thế nào, đến với Chúa như thế nào. We need to help them to do this well. Và chúng ta cần phải giúp họ làm điều này thật là tốt. And here are some other principles that might or ideas that might help you. Và đây là một số ý tưởng mà có thể có ích cho quý vị. Like my pastor when I was a teenager, I had a regular time to meet with him. Giống như mục sư của tôi đã làm cho tôi thì tôi cũng đã dành cái thời giờ thường xuyên để gặp gỡ các môn đồ của mình hàng tuần. Don't have to meet for a long time. Probably one hour is enough. No more than two hours. Không nhất thiết là phải gặp cho lâu. Một tiếng đồng hồ là đủ. Không nên kéo dài quá hai tiếng đồng hồ. Pray with them first. Hãy cầu nguyện với họ trước hết. Then check how their week has gone. Và rồi hãy kiểm tra xem tuần lễ của họ đã trôi qua như thế nào, có điều gì thách thức hoặc là khích lệ hay không? We need to understand what their journey has been like so we can share with them in ways that will help them to grow. Chúng ta cần phải biết cái hành trình đời sống của họ nó như thế nào để chúng ta có thể chia sẻ hay là thách thức họ. And then we need to explain and model these different aspects of prayer. They need to learn how to pray pray well. Chúng ta cần phải giải thích và làm mẫu cho họ về những cái khía cạnh khác nhau của sự cầu nguyện để họ cũng có thể biết cách cầu nguyện thật là tốt. They need to pray out loud with you to learn to be able to pray in this way.
họ cũng cần cầu nguyện lớn tiếng với quý vị để biết cách cầu nguyện theo cách đó. And then you need to let's keep going. Regarding God's word, ask questions of what they've learned in the past week from their study of the Bible. Liên quan tới lời của Đức Chúa Trời thì hãy đặt cho họ những câu hỏi về những điều họ đã đọc được, học được trong tuần qua từ việc học Kinh Thánh của mình là gì? These are some questions that you can ask. There are many others. Đây là những câu hỏi mà quý vị có thể dùng để hỏi những môn đồ của mình. You can see those listed there. Read câu hỏi out. Này, họ đã học được những bài học nào? Họ cần áp dụng bài học nào vào trong đời sống của mình? Họ cần vâng giữ những mạng lệnh nào? Đó là những câu hỏi mà chúng ta cần hỏi môn đồ của mình về những gì họ đã học được trong tuần qua. Encourage them to be involved in some aspect of ministry and be sharing their faith with people every week. Chúng ta hãy khích lệ các môn đồ của mình tham gia vào trong một số cái lĩnh vực khác nhau của mục vụ và đặc biệt là chia sẻ đức tin với họ cho người khác mỗi tuần như thế. And ask them about this each time you meet to encourage them and to challenge them. Mỗi lần mà mình gặp các môn đồ của mình á, hàng tuần á, thì hãy hỏi họ điều đó để và thách thức họ. And pray with them at the end of your session. Pray God's grace on them, encourage them. Và rồi cuối cùng, cuối mỗi buổi gặp, hãy dành thời giờ để cầu nguyện cho họ và cầu nguyện với họ. Xin Chúa ban ân điển và khích lệ họ. These are simple guidelines that might help someone who has never discipled before. Đây là một số gợi ý nó có thể giúp đỡ cho những người mà chưa bao giờ làm công tác đào tạo môn đồ trước đây. Many people say to me, "Oh, I can't disciple someone. I'm not mature enough or I don't know enough." Có một số người đến nói với tôi rằng, "Oh, tôi không thể đào tạo môn đồ được đâu, thưa mục sư, bởi vì tôi chưa trưởng thành đủ, tôi chưa hiểu biết đủ." It's the ministry of the Spirit through us that helps disciples. Nhưng mà hãy nhớ rằng đó chính là cái công tác của Đức Thánh Linh thông qua chúng ta để giúp đỡ những tín hữu khác. So, very quickly, these are some principles that are really important. Maybe you can just read them quickly out. Đây là những cái đặc điểm cá nhân của một người đầy tớ đào tạo môn đồ hiệu quả. Tôi xin đọc ở đây. Một người đào tạo môn đồ hiệu quả thì cần phải có đức tin sâu sắc, kiên cường nơi Chúa Giê-xu. Đó là người đã được thử nghiệm và thử thách. Đó là người có sự xác quyết mạnh mẽ về sự tế trị của Đức Chúa Trời. Có đời sống nhất quán ở trong Chúa Giê-xu. Có người bề trong và bề ngoài phải giống nhau. Đó là người kiên nhẫn và kiên trì với các môn đồ của mình, chịu đựng các môn đồ của mình. This last one. There will be times when your people you are discipling disappoint you. Cái điều cuối cùng tôi muốn nói đó là sẽ có những cái thời điểm mà những người mà quý vị đã môn đồ hóa họ sẽ làm cho mình thất vọng. We've all made mistakes. We all fail. Tất cả chúng ta đều phạm sai lầm. Tất cả chúng ta đều có những thất bại. People need spiritual fathers who will encourage them and help them to grow. Người ta cần những người cha, người mẹ thuộc linh để giúp đỡ họ trưởng thành. Some other principles very quickly for you to think about. The Holy Spirit is the one who enables ministry. Một số cái nguyên tắc khác mà chúng ta cần nhớ ở đây đó là Đức Thánh Linh chính là đấng mà giúp cho chúng ta có thể thực hiện cái công tác và chức vụ của mình. We need to be humble and teachable. Hãy khiêm nhường và ham học hỏi. We have much to learn from our disciples. Don't you are not just a teacher, you have to be a learner. Chúng ta có rất là nhiều điều để học hỏi từ những môn đồ của chúng ta, vì thế không phải chỉ là người dạy họ mà hãy là người học hỏi từ nơi họ nữa. Our goal or intention should not just to make a disciple, but by God's grace develop a disciple maker. Hãy nhớ rằng chủ đích của chúng ta không phải chỉ là đào tạo một môn đồ, nhưng mà bởi ân điển của Chúa,
chúng ta hãy phát triển một người đào tạo môn đồ khác. It's often costly, but it is worth it. Jesus has called us to this. Điều này đòi hỏi chúng ta phải trả giá, nhưng cái giá trả đó hoàn toàn là xứng đáng vì Chúa Giêsu đã kêu gọi chúng ta làm điều đó. Now, I want to ask a question about individual or group discipling. Bây giờ thì tôi muốn hỏi quý vị một câu hỏi liên quan tới việc là chúng ta nên môn đồ hóa cá nhân hay là môn đồ hóa một nhóm người. I'm writing this mainly in the context I've had of working in difficult places where it is not easy for people to grow in faith. Tôi viết ra những điều này, tôi chia sẻ những điều này trong cái bối cảnh làm việc của tôi, hầu việc Chúa của tôi là một bối cảnh rất là khó khăn cho người khác trong việc tăng trưởng ở trong Chúa. Your context will determine whether it's individual or group discipling. Cho nên cái bối cảnh mà quý vị đang sống nó sẽ quyết định là quý vị nên môn đồ hóa mỗi một cá nhân hay là môn đồ hóa họ theo một nhóm. In resistant situations, without a group of believers, you have to start with individuals. Trong những tình huống mà có sự đối địch hay là sự thù địch với phúc âm của Chúa và hội thánh của Chúa mà không có một nhóm tín hữu đó, thì chúng ta phải bắt đầu với những cá nhân thôi. But in group-oriented societies, whenever possible, do small group discipling so that various disciples can be actively sharing with each other and not just learning from you. Nhưng mà trong những xã hội được định hướng theo nhóm, thì bất cứ khi nào có thể hãy thực hiện công tác môn đồ hóa theo cái nhóm nhỏ để các môn đồ khác nhau có thể tích cực chia sẻ với nhau và không chỉ học hỏi từ nơi bạn mà họ còn học hỏi từ những người khác nữa. One-on-one discipling has the strength of focusing on the one person's life and situation. Môn đồ hóa một thầy một trò nó có điểm mạnh là tập trung vào đời sống và hoàn cảnh của một con người. But through small group, small discipling groups, you can enable, rather than just teach them to grow, they can grow together, learn from each other. Nhưng mà thông qua những nhóm nhỏ môn đồ hóa đó thì quý ông bà anh chị em có thể giúp họ tăng trưởng cùng nhau. Họ có thể học hỏi từ nơi nhau và tăng trưởng cùng nhau. And also group discipling can be a great way to develop leaders because through their active involvement in this process of discipling. Và cái việc môn đồ hóa theo nhóm nó có thể là một cách rất là tốt để chúng ta phát triển lãnh đạo bởi vì họ sẽ tham gia một cách chủ động hơn vào trong cái quá trình môn đồ hóa. Now I was wondering if you might have some questions about this. We are going to have a question time at the end, but I think we'll lose anything about discipling if we don't have questions about this now. Tôi không biết là tới điểm này thì quý ông bà anh chị em có câu hỏi gì hay không. Trong phần cuối thì chúng ta sẽ có thì giờ hỏi đáp. Nhưng mà nếu mà chúng ta để tới phần cuối thì có thể là quý vị sẽ quên mất cái phần về môn đồ hóa này. So if you have any questions, look at these things and ask a question. Cho nên nếu có câu hỏi nào thì anh chị em hãy nhìn vào trong những cái phần này và đưa ra câu hỏi của mình. And while you are thinking about your questions, can I make another suggestion? Và trong khi quý vị suy nghĩ về câu hỏi của mình thì có thể cho phép tôi đưa ra một cái sự đề nghị khác được không ạ? Normally when I teach, I like people to have group interactions. Thông thường thì khi tôi dạy, tôi muốn người khác có cái sự tương tác ở trong nhóm của mình. By Zoom with so many people, that is difficult today. Sorry. By Zoom, our Zoom session, it's difficult today. Cái việc mà chúng ta học qua Zoom thì khiến cho sự tương tác nó khó hơn ngày hôm nay. And it would take a lot of time, but be very, very helpful. Và nó cần phải có nhiều thời gian, đòi hỏi nhiều thời gian. Nhưng mà cái việc tương tác với nhau trong quá trình học là điều vô cùng quan trọng. So my suggestion is, if possible, can you connect with those more local with you in this Zoom session? People from the same area, can you meet
after this and talk about these things and help each other to be better at discipling. Cho nên tôi mong muốn là có một cái đề nghị, đó là quý vị sau cái buổi hội thảo này, nếu có thể được thì hãy kết nối với những cái người nào ở trong cùng địa phương với mình, để rồi có thì giờ trao đổi, suy gẫm, thảo luận nhiều hơn về cái điều mà chúng ta đã nói buổi sáng hôm nay, để giúp cho mình làm công tác môn đồ hóa tốt hơn. In my life, I've preached thousands of sermons. Trong cuộc đời của mình thì tôi đã giảng cả ngàn bài giảng khác nhau. But the things I value most are the people I've walked alongside and helped to grow. Nhưng mà điều mà tôi quý trọng nhất đó là tôi đồng hành, đi bên cạnh cuộc đời của những người khác và giúp cho họ tăng trưởng. Yes, I know many people have been blessed by my teaching or ministry. Probably. Vâng, tôi biết rằng có những người đã được phước bởi những sự giảng dạy và mục vụ của tôi. But it's clear from Jesus' strategy that he prioritized discipling while still doing public ministry. Nhưng mà trong cuộc đời của Chúa Giêsu thì chúng ta thấy rằng Ngài đã ưu tiên cho cái công tác môn đồ hóa trong khi Ngài vẫn thực hiện công tác giảng dạy một cách cho đại chúng. I want to encourage you to think about this and to make it more of a priority in your life. Cho nên tôi mong muốn quý vị sẽ suy nghĩ về điều này và biến nó thành một cái ưu tiên hơn nữa trong cuộc đời của mình. We spend many hours preparing messages. Chúng ta dành hàng tiếng đồng hồ để chuẩn bị một bài chia sẻ. That is good. We need to do that. Và đó là điều tốt và chúng ta cần phải làm như vậy. But can I suggest you give at least a couple of hours each week to disciple some other people. Nhưng mà có thể cho phép tôi đề nghị quý vị điều này không? Đó là hãy dành vài tiếng đồng hồ mỗi tuần thôi để môn đồ hóa một người nào đó. Even when I was the international director of WEC, I either discipled or mentored people and I was very busy. Ngay cả khi tôi là giám đốc quốc tế của hội truyền giáo WEC International thì tôi vẫn chủ đích dành thì giờ cho những người khác để môn đồ hóa họ, ngay cả khi tôi rất là bận rộn. So what I'm sharing with you, I have lived and processed and practiced in my life. Cho nên những gì tôi chia sẻ với quý vị là những gì mà tôi đã sống, đã trải qua và đã thực hành ở trong đời sống của mình. Do we have any questions? Quý vị có câu hỏi nào không? Nếu có ai có câu hỏi thì quý vị có thể mở micro và chia sẻ ạ. I know in Asian cultures asking questions is challenging. Tôi biết rằng trong cái văn hóa bối cảnh Á Châu thì việc đặt câu hỏi cho diễn giả là một cái thách thức. Especially to an older person who is speaking. Đặc biệt là phải đặt câu hỏi cho một cái diễn giả mà lớn tuổi. Dạ, có một câu hỏi. Dạ, xin nha. Có một câu. There's one question. Một sư Tín. Dạ. Dạ. Dạ, một sư Tín. Thế nên trong cái quá trình môn đồ hóa, cái khởi đầu á là mình phải chọn lựa trong những người tin Chúa hay là mình phải môn đồ hóa tất cả những người tin Chúa. Tức là tại vì những người họ đến với Chúa thì họ đến nhà thờ thì không phải mọi người đều tin Chúa hết. Mình có phải chọn lựa những cái người mà mình thấy là họ có một cái đức tin thật hay là họ có một cái đời sống gặp Chúa thật sự để mình môn đồ hóa họ, hay là mình thực hiện cái môn đồ hóa nhóm, tức là tất cả đều như nhau hết. Dạ, yeah. Cảm ơn mục sư. One question from one pastor from the south. His question is, should we be selective when we disciple others? It means, should we select some special person, some certain person who are really born again and love the Lord and disciple them, or we will disciple as a group of everyone who are in our church? Okay. I think discipling, that's a good question. We want everyone to be a disciple.
À, đây là một câu hỏi rất là tốt. À, nếu chúng ta muốn trở thành người đào tạo môn đồ. But we cannot disciple a whole church in one process. We need smaller groups or individual discipling. Trong một cái quá trình thì chúng ta không thể nào môn đồ hóa cả hội thánh được. Chúng ta chỉ có thể môn đồ hóa một cái nhóm nhỏ nào đó trong hội thánh mà thôi. Why do I say this? Tại sao tôi nói điều này? A disciple needs to be accountable and disciplined and directed. Một cái người môn đồ đó thì cần phải có, cần phải chịu trách nhiệm giải trình, cần phải được hướng dẫn bởi cái người đào tạo môn đồ. That's the formation in our spiritual life that is important for the foundation of our ministry and life. Sorry, can you repeat your... We need to build good foundations for a person. Chúng ta cần phải xây dựng một cái nền tảng chắc chắn cho một môn đồ. I feel it's best if possible to disciple a small group together. Tôi cảm nhận rằng có lẽ tốt nhất là môn đồ hóa một cái nhóm nhỏ các tín hữu trong hội thánh. Because they learn from one another as well as from you. Bởi vì họ có thể học hỏi từ những người khác lẫn học hỏi từ quý vị. There is also another reason. Cũng còn có một lý do khác nữa cho việc này. Having lived in Asia for a long time, tôi đã sống ở tại châu Á trong rất là nhiều năm. If we just disciple one person here and another person there, they might be regarded by others as your special one. Nếu mà chúng ta chỉ tập trung môn đồ hóa một người ở chỗ này và một người ở chỗ khác, thì những người khác trong hội thánh đó sẽ có thể nhìn những người đó giống như là những người rất là đặc biệt đối với quý vị. And the person themselves might feel that way. Và cái người mà mình đào tạo họ đó, họ cũng có thể thấy họ đặc biệt nữa. So having a group helps to avoid that problem a bit. Cho nên đào tạo môn đồ theo cái nhóm nhỏ nó có thể giúp chúng ta tránh được cái vấn đề đó. I suggest you think about that. Cho nên tôi đề nghị mục sư hãy suy nghĩ đến cái vấn đề đó, cái điều đó. If I was in your church, let me tell you what I would do. Can I be so bold? Sorry, I was distracted. If I was in his church, wanting them all discipled, I can give him some suggestion. Nếu mà tôi ở trong hội thánh của mục sư, hiểu được cái bối cảnh thì tôi có thể đưa ra một số cái gợi ý cụ thể hơn. Train 6 or 7 mature people in how to disciple and get them to disciple groups. Cho nên mục sư hãy chọn ra một nhóm khoảng 6-7 người, huấn luyện họ trở thành người đào tạo môn đồ, để rồi họ sẽ là người đi đào tạo những môn đồ khác nữa. That is my suggestion. Cho nên đó là cái đề nghị của tôi. There is another question sent to the chat box from one participant. How can you find the right person to disciple? Làm thế nào để chúng ta có thể tìm cái người đúng người để mà đào tạo môn đồ? Very good question. Đây là một câu hỏi rất là tốt. Pray a lot. Hãy cầu nguyện thật nhiều. And pray some more. Và cầu nguyện nhiều hơn. Seriously, we need to make sure we invest our time wisely for the King. Chắc chắn chúng ta cần phải rất là nghiêm túc trong việc là sử dụng thời gian của mình, đầu tư thời gian của mình một cách đúng đắn cho vua của chúng ta, Đức Chúa Giêsu. I think back in the story I told you about me as a teenager being discipled. Tôi quay trở lại với câu chuyện mà tôi đã kể cho quý vị nghe về việc tôi được mục sư đào tạo môn đồ khi mà tôi còn là một thiếu niên. My pastor was a great teacher. Mục sư của tôi là một người rất là giỏi trong việc dạy lời Chúa. I'm sure it's amazing he discipled me. Tôi rất là kinh ngạc trước cái cách mà ông đã môn đồ hóa tôi. But I had godly parents and I was already disciplined in some of the ways of God, even as a teenager.
Nhưng mà tôi có những người mẹ tin kính Chúa và tôi đã được họ kỷ luật dạy dỗ ở trong những cái đường lối kính sợ Chúa. And I believe we need to be like that. Don't look at age, look at openness and desire for God. Cho nên chúng ta cũng có thể học và điều này, đừng có nhìn vào cái lứa tuổi, đừng tìm kiếm những cái con người theo độ tuổi, mà hãy tìm kiếm những người mà có một cái tấm lòng cởi mở và có khao khát chịu học hỏi để trở thành môn đồ của Chúa. And if I had to choose, I would choose new believers rather than older believers. Và nếu tôi phải chọn đó thì tôi sẽ chọn những người mới tin Chúa thay vì là những người tin Chúa lâu năm. Older believers have often established certain life patterns even as Christians. Những người tin Chúa lâu năm thì thường thường là họ đã hình thành những cái khuôn mẫu ở trong đời sống của họ, ngay cả trong tư cách là cơ đốc nhân, và thực sự những cái điều đó không dễ dàng thay đổi xin nào hết. New believers are easier to teach and train and equip. Những người mới tin Chúa thì dễ dàng cho chúng ta hơn trong việc dạy dỗ, trang bị và huấn luyện họ. I hope that helps. Tôi hy vọng điều đó có thể giúp đỡ được cái câu hỏi của quý vị. Our time is gone, I think. Time for a break. Chúng ta sẽ nghỉ giải lao 15 phút và sau đó chúng ta sẽ quay trở lại phần thứ hai về mở mang hội thánh. Và đến cuối thì giờ thì sẽ có thì giờ để quý vị hỏi đáp. Nếu còn có câu hỏi nào, xin ghi lại đó và chúng ta sẽ tiếp tục phần hỏi đáp sau. Xin cảm ơn quý đại tớ của Chúa, quý ông bà, anh chị em. Thank you, your answer, teacher. See you soon. Okay, thank you. And you can share your screen again. Yeah. We on? Okay. So, it's good to be with you. Rất là vui khi được cùng thảo luận với quý vị. I hope we haven't lost too many people. Tôi hiểu rằng tôi hy vọng rằng có thêm nhiều người nữa. I think you are very faithful, resilient people. Tôi nghĩ rằng quý vị là những người rất là trung tín và vững vàng ở trong Chúa. Good Vietnamese. Là những người Việt Nam tuyệt vời. I think you have a reputation for being resilient and hardworking people. Tôi tin rằng quý vị có được một cái tiếng tốt là những người hầu việc Chúa siêng năng và can đảm. And that's what helps you to make you good kingdom people, particularly in extending the kingdom of God on earth. Và tôi hy vọng những điều đó sẽ là rất là ích lợi cho quý vị trong việc giúp mở mang vương quốc của Chúa ở trên đất này. Firstly, we're going to talk about church planting now. Bây giờ chúng ta sẽ nói về cái công tác mở mang hội thánh. But I want to ask, talk a little about church, the word church. Nhưng mà trước tiên tôi muốn nói một ít điều về cái từ hội thánh. When the Bible uses the word church, as you know, it's the called out people of God. Khi Kinh Thánh nói về hội thánh, thì Kinh Thánh nói về những người được gọi ra khỏi. And in the first two centuries of the church, they met in houses. Và trong hai thế kỷ đầu tiên của lịch sử hội thánh thì con cái Chúa nhóm lại ở tại các nhà riêng. Unfortunately in the West, when we think church, people think often about a building. Thật là không may là ở phương Tây khi mà nói về hội thánh thì người ta thường nghĩ tới cái nhà thờ, cái tòa nhà. But when the Bible speaks church, it talks about people. Nhưng mà khi Kinh Thánh nói về hội thánh thì Kinh Thánh nói về những con người. A group of people who love Jesus and are called by him. Một nhóm người yêu mến Chúa và được kêu gọi bởi Ngài. It can be a big group or it can be a small group. Nó có thể là một nhóm đông hoặc là một nhóm nhỏ. In most of the places where I have either personally worked or have helped new teams, they are in difficult places. Trong hầu hết những cái nơi mà tôi đã trực tiếp làm việc hoặc là giúp đỡ những cái nhóm tín hữu ở tại đó thì đều là những nơi rất là khó khăn. In those places, the government and often most the religion of the surrounding area is not happy about Christians.
Trong những khu vực đó thì chính quyền khiến cho thường khiến cho những người xung quanh đó là có những cái suy nghĩ tiêu cực và do đó họ không có thấy vui khi thấy hội thánh được hình thành tại đó. So usually they cannot have a building. Cho nên thông thường thì hội thánh không có thể xây được nhà thờ. They meet in houses or factories or some small place. Họ phải gặp nhau ở nhà riêng hoặc là ở trong các nhà máy hay là một cái nơi nào đó. Now I don't know your experience of church. Tôi không biết cái kinh nghiệm của quý vị về hội thánh là gì. But my sharing today will be particularly in areas that are more resistant, where it is a small church that is not in a building. Nhưng mà những gì tôi chia sẻ với quý vị buổi sáng hôm nay thì nó sẽ gần gũi với những cái khu vực mà khó khăn, những khu vực mà chống đối tin lành nhiều hơn, nơi không thường không có những cái hội thánh lớn. And in most of those places, if there is a leader, he is bivocational. He works as well as being a pastor or a leader. Và trong hầu hết những cái nơi này thì những người lãnh đạo hội thánh thường thường là họ làm công tác là họ làm lưỡng nghề. Họ vừa làm việc mà vừa làm công tác mở mang hội thánh. We really need 2 days for this seminar. Sorry. We really need to have 2 days for this seminar, not 1 hour. Yeah, đối với cái hội thảo về mở mang hội thánh thì chúng ta cần phải có một hội thảo 2 ngày như thế, chứ không phải là 1 tiếng đồng hồ. That's what I usually do when I talk about this. I have a day or two. Tôi thường thường tổ chức cái hội thảo về mở mang hội thánh là trong vòng 1 tới 2 ngày. So you need to forgive me if some things you would like to talk about, I can't talk about. Cho nên xin vui lòng tha thứ cho tôi, thứ lỗi cho tôi nếu như có những điều gì quý vị muốn nói mà tôi không thể nói về điều đó. And if I seem to emphasize one thing and not mention another. Và tôi thường nhấn mạnh tới một điều nào đó và bỏ qua những điều khác. I know you are people of grace. Tôi biết rằng quý vị là những người đầy ân sủng, những con người của ân điển. Cho nên sẽ tha thứ cho tôi, thứ lỗi cho tôi. But let us start now. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu phần này. I'll try and get my PowerPoint up if I can. Tôi sẽ mở PowerPoint. Okay, almost. Yes. Here we are. Can you see that? Yes. Okay. So why is evangelism and church planting so important for us today? Tại sao truyền giảng và mở mang hội thánh lại vô cùng quan trọng với chúng ta ngày nay? Maybe you are pastoring a church and feel I am so busy and my time is taken up with my own church. Có thể quý vị đang quản nhiệm một hội thánh và nói rằng bây giờ tôi bận quá, hầu hết thời gian của tôi là dành để làm mục vụ ở trong hội thánh này rồi, chăm sóc hội thánh của tôi. Let's look at a lesson from church history. Bây giờ chúng ta cùng xem một bài học từ lịch sử hội thánh. Now this is in English, but I want you just to look at the picture. Đây là cái bản đồ ở trong tiếng Anh, nhưng mà tôi muốn quý vị nhìn vào trong cái hình này. This shows the percentages of Christianity from AD 70 through to 2000 till today. Đây là cái bản đồ nói về cái tỷ lệ phần trăm Cơ đốc nhân tính từ năm 70 sau Chúa cho đến ngày hôm nay. And the yellow part of the picture shows Caucasian or Western Christians. Cái phần mà màu vàng đó thì cho chúng ta thấy rằng những người gọi là Caucasian Christian, tức là những Cơ đốc nhân mà thuộc về người da trắng á. And the red is people who are not the majority world. Và cái phần màu đỏ thì nói về những người mà Cơ đốc nhân mà không phải là thuộc về thế giới đa số. Now you'll see at the beginning, the church, starting from nothing, in the first few centuries, grew to over 20% of the world population.
Chúng ta thấy ngay từ những năm đầu tiên thì hội thánh không có gì hết, rất là nhỏ, nhưng mà sau một thời gian ngắn thì chỉ thì là chiếm đến tới khoảng là 20% dân số thế giới thời bấy giờ. But that growth was through fervent witness of a persecuted early church. It was difficult. Nhưng mà cái sự tăng trưởng này thì nó thông qua cái sự làm chứng rất là tích cực của những của hậu thánh bị và đầu tiên bị bắt bớ. Rất là khó khăn trong lúc bấy giờ. But then you notice from about 500 AD through till 1800 AD, the church really did not grow in the world. Nhưng quý vị xem từ năm 500 sau Chúa đến khoảng năm 1800 sau Chúa thì hội thánh không có phát triển bao nhiêu cả. For 1200 years there was really no percentage increase in Christians in our world. Trong khoảng hơn 1000 năm thì là cái tỷ lệ tăng trưởng của hội thánh là không có là bao nhiêu. Tỷ lệ phần trăm tăng trưởng không có đáng kể. There are many reasons for this. Có nhiều lý do cho cái việc không tăng trưởng này. But perhaps the most important reason is that people were not evangelizing or wanting to see the kingdom of God planted in other places. Nhưng mà một trong những lý do chính là những người ta không có làm chứng về Chúa hoặc là không muốn nhìn thấy vương quốc của Chúa được mở rộng ra ở những khu vực khác trên thế giới. But you see what happened in the 19th century. Nhưng chúng ta thấy có những điều đã xảy ra vào thế kỷ thứ 19. The map shows us. Cái bản đồ này cho chúng ta thấy điều đó. When there was a renewal of evangelical faith and a desire to evangelize and plant churches, the church grew dramatically. Khi mà cái đức tin của tín hữu tin lành được làm mới lại và hội thánh bắt đầu có khao khát để truyền giảng tin lành đó, thì hội thánh bắt đầu phát triển. And for me, the most exciting thing is how big the red section is now. Và đối với tôi, cái điều thú vị nhất là chúng ta thấy cái phần màu đỏ đó nó lớn như thế nào bây giờ. Evangelical Christians in the world are 80% from non-Western backgrounds. Ngày hôm nay thì tỷ lệ phần trăm người tin lành ở trên thế giới đó thì 80% số tín hữu tin lành là tới từ những nước không thuộc về phương Tây. So you Vietnamese brothers and sisters are key for the kingdom in the 21st century. Sorry, you Vietnamese brothers are the keys for the kingdom in the 21st century. Cho nên quý ông bà anh chị em, những lãnh đạo và những cơ đốc nhân người Việt Nam chính là những nhân tố chủ chốt cho việc phát triển hội thánh của Chúa, vương quốc của Chúa trong thế kỷ thứ 21. In most parts of the world, people with the skin my color are not very welcome. Có thể là trong một cái thời điểm mà những người mà cơ đốc nhân, những giáo sĩ người da trắng này không được hoan nghênh nữa. But people from Asian cultures can move and do many things that we cannot do from the West. Nhưng mà những cơ đốc nhân từ những nước không phải là phương Tây có thể đi đến nhiều nơi và làm được rất là nhiều điều mà chúng tôi là những người phương Tây không thể làm được. That is why it's encouraging for me to share just briefly about church planting with you. Cho nên tôi rất được khích lệ khi chia sẻ ngắn gọn về công tác mở mang hội thánh với quý vị. So here are some characteristics of church planters. Đây là một số cái đặc điểm quan trọng của những người mở mang hội thánh hiệu quả. I will speak quickly about this because we have much, but you can read and reflect on this later. Tôi sẽ đi nhanh những cái điều này bởi vì chúng ta không có thời gian đủ, nhưng mà quý vị có thể sẽ đọc lại và suy gẫm thêm về những cái ý này. But love and devotion to Jesus must be their primary motivation. Cái tình yêu và sự tận hiến cho Chúa Giêsu nó phải là động cơ chính của những người mở mang hội thánh.
It's not planting their church, it's planting Jesus' church. Không phải là mở hội thánh, thành lập hội thánh của mình, mà là lập hội thánh của Chúa Giêsu. Reliance on the power of the Holy Spirit with a humble servant heart is absolutely essential. Nương cậy vào quyền năng của Thánh Linh với một tấm lòng tôi tớ đầy khiêm nhường là một cái điều hết sức cần thiết. I would love to talk more with you about this. Tôi ước gì mình có thể nói với quý vị cái điểm này nhiều hơn nữa. You cannot bring anyone to Jesus. The Holy Spirit does that. Quý vị không thể đem bất cứ ai đến với Chúa Giêsu được, chỉ Thánh Linh mới có thể làm điều đó mà thôi. But he uses us in that process. Nhưng mà Ngài sử dụng chúng ta. The church planter should not work on their own. It is not a personal ministry. Một người mở mang hội thánh không làm việc một mình, đó không phải là một vụ cá nhân của người đó. God is a triune Godhead and he wants a church, not individuals in his kingdom. Chúa là Đức Chúa Trời ba ngôi và Ngài muốn hội thánh chứ không một tập thể chứ không phải là một cá nhân ở trong vương quốc của Ngài. A good church planter will build and empower an effective church planting team with a clear focus on church planting. Một người mở mang hội thánh tốt là người sẽ xây dựng và trao quyền cho một cái nhóm mở mang hội thánh hiệu quả với một cái sự tập trung rõ ràng về việc mở mang hội thánh. Church planting is very challenging. Mở mang hội thánh là một cái công tác đầy thách thức. It's especially challenging amongst resistant or difficult people groups. Đặc biệt là thách thức ở những nơi đối nghịch với Tin Lành, trong những nhóm dân chưa biết đến Tin Lành. So it's very easy for Christians to maybe become a teacher or a pastor or nothing wrong with that. But church planning is important and if we are to do it, we must have a focus on that. Cho nên có nhiều người ở trong những khu vực đó thì chỉ muốn làm người dạy lời Chúa, một mục sư thôi, và thực ra không có gì sai với chuyện đó cả. Nhưng mà nếu mà chúng ta thực sự muốn trở thành một người mở mang hội thánh đó, thì chúng ta phải thực sự tập trung vào việc đó. I think a key for a church planter is that they are secure in who they are in God, willing to take what I call faith risks. Tôi nghĩ rằng một đặc điểm quan trọng của những người mở mang hội thánh hiệu quả đó là họ có một sự bảo đảm về việc họ là ai ở trong Chúa và do đó họ sẵn sàng làm một cái điều mà tôi gọi là mạo hiểm ở trong đức tin trong công tác mở mang hội thánh. You all come from an Asian context. Tất cả chúng ta, quý vị, đều đến từ cái bối cảnh Á Châu. And as leaders, no one wants to make a mistake or fail. Và là lãnh đạo thì không ai muốn mình phạm phải sai lầm hay là thất bại nào cả. But when we are walking with God and doing church planting, there are big risks in this process. Nhưng mà khi chúng ta bước đi với Chúa và tham gia vào công tác mở mang hội thánh thì nó có một cái sự mạo hiểm lớn ở trong cái công tác này. The enemy does not want us to succeed. Kẻ thù không muốn chúng ta thành công đâu. So we need to be secure in God and trust him in difficult situations. Vì thế mà chúng ta cần phải có một sự an ninh ở trong Chúa và và đặc biệt là trong những thời điểm mà chúng ta gặp khó khăn. Our identity needs to be in God and not in our ministry. Cái danh tính của chúng ta đó, cái nhân dạng của chúng ta đó, nó phải là ở trong Chúa Cứu Thế Giêsu chứ không phải là ở trong cái mục vụ của mình. I would like you to reflect on this when you read these notes later. Where is your identity, your central identity? Is it in God or is it in the ministry that you are doing for him? Cho nên tôi muốn anh chị em dành thêm thời gian để suy gẫm về cái ý này sau cái buổi thảo luận này. Với anh chị em hãy suy xét là một lần nữa là cái danh tính của anh chị em đang tìm thấy ở đâu? Anh chị em đang có một sự đảm bảo về danh tính của mình ở trong Chúa hay là trong cái chức vụ, trong cái chức danh, trong cái mục vụ của mình?
And if you are secure in God, then you can encourage and release others without having to control them. Và nếu như một anh chị em là một người mà có một sự an ninh ở trong Chúa đó, thì anh chị em sẽ trở thành một người khích lệ và khai phóng người khác, chứ không phải là người kiểm soát họ. Can I make a comment here about leadership? Cho phép tôi được đưa ra một cái nhận xét về cái lãnh đạo ở đây được không ạ? One of the biggest challenges for a leader is to trust others who are not as competent as himself or herself. Một trong những cái thách thức lớn của người lãnh đạo là tin cậy những người mà không tự tin về khả năng của mình. Because our role as leaders is to encourage and release and multiply the ministry, we need to trust God to work in others who are not as competent as us. Bởi vì chúng ta là người khích lệ và khai phóng người khác để nhân cấp, nhân rộng những cái mục vụ. Cho nên chúng ta hãy học cách tin cậy những người mà họ không tin tưởng và không tự tin vào bản thân của mình, giống như là chúng ta. That is the only way they can grow. We need to discern they have the capacity to grow, but we need to help them to grow to become effective. It's a tough task. Đó là điều mà chúng ta cần phải học hỏi. Chúng ta muốn họ tăng trưởng, và thực ra mỗi một người ở trong họ đều có một cái khả năng để có thể trở nên hiệu quả, nhưng họ cần phải được trưởng thành và hiệu quả với những khả năng mà Chúa ban cho họ. It's safer to control, but it's more fruitful to take the faith risks of empowering others. Chúng ta có thể là người kiểm soát họ, nhưng mà nếu chúng ta khai phóng họ đó, thì khích lệ họ, thì họ sẽ trở nên hiệu quả hơn ở trong công tác hầu việc Chúa. If you're a church planter, you will experience tough times. Absolutely. Nếu quý vị là người mở mang hội thánh, thì chắc chắn quý vị sẽ trải nghiệm những thời điểm khó khăn ở trong công tác này. It's one of the most challenging ministries for Christians. Mở mang hội thánh là một trong những cái mục vụ khó khăn nhất. But praise God, as we go through those tough times, we go deeper in Him and we can help others to go deeper in Jesus. Nhưng mà cảm tạ Chúa, ngợi khen Chúa, khi chúng ta đi qua những cái thời khắc khó khăn ở trong cuộc đời của mình, thì chúng ta có thể trở nên bền đổ hơn trong những thời điểm khó khăn, và rồi có thể giúp người khác cũng sâu nhiệm hơn ở trong Chúa. Always make sure you give God the glory and affirm the ministry of others who are involved. Điều tiếp theo đó là hãy luôn nhớ rằng phải dâng vinh quang cho Chúa và khẳng định hay là xác nhận chức vụ, mục vụ của các thành viên khác ở trong đội của mình. It's His church and we glorify Him every time He helps us be involved in it growing. Chúng ta cần phải dâng vinh quang cho Chúa và chỉ một mình Ngài mà thôi, bất cứ khi nào mà Chúa giúp chúng ta được tăng trưởng ở trong cái mục vụ của mình. My experience. Let me share a little of my experience in church planting. Tôi muốn chia sẻ một ít kinh nghiệm của tôi với quý vị về cái công tác mở mang hội thánh của mình. I've been a pastor in Australia before I went to the field, and I was pastoring again about 15 years ago in a church. So pastoring and teaching are my main gifts. Tôi đã từng là một sư trước khi tôi đến cánh đồng truyền giáo. Trong nhiều năm, cho nên cái vấn đề làm mục vụ trang bày và cái việc giảng dạy là ân tứ của tôi. I'm not a church planter by gifting. Cho nên xét về ân tứ thì tôi không có cái ơn để mở mang hội thánh. But God can use all of us in planting His church. It is His work. Nhưng mà Đức Chúa Trời có thể sử dụng tất cả chúng ta trong việc mở mang hội thánh của Ngài, vì đó là công việc của Ngài. Now in Indonesia, I was sent to an area where we did not have, there was no evangelical church at all. Ở tại Indo thì tôi được đặt hầu việc Chúa tại một nơi mà không có bất kỳ một hội thánh tin lành nào cả. Now, I did not feel confident, but it made me totally rely on the Holy Spirit in my weakness. Cho nên tôi lúc đó hoàn toàn không có tự tin chút nào hết về bản thân của mình, nhưng điều đó khiến cho tôi
bắt đầu trở thành hoàn toàn phụ thuộc nương cậy vào Thánh Linh của Chúa trong công tác của mình. So I was not confident about my role in church planting. Cho nên tôi hoàn toàn đã không có tự tin về cái vai trò của mình trong việc mở mang hội thánh. Now I made sure I had at least one strong local believer to assist me. Cho nên chính vì vậy mà tôi đảm bảo rằng tôi luôn có ít nhất một tín hữu mạnh mẽ người địa phương để mà hỗ trợ tôi. I realized there must be a team ministry. Tôi nhận ra rằng mở mang hội thánh phải là một vụ nhóm. And it was also crucial because I was a Westerner that there were local people that would be the key part of planting the church. Và điều này nó càng quan trọng hơn nữa trong cái bối cảnh là tôi là người phương Tây, và vì người địa phương phải là đóng vai trò là một phần quan trọng hơn, phần lớn hơn trong công tác mở mang hội thánh bản địa. So when I went to this area, I looked for strategic contacts who were open, what we would call people of influence in their community. Cho nên là khi tôi đến cái khu vực đó thì tôi bắt đầu tìm kiếm những cái mối liên hệ chiến lược, là những con người cởi mở và những người mà tôi gọi là họ có ảnh hưởng ở trong cộng đồng của họ. We call those people people of peace. Cho nên chúng ta gọi những con người đó là những người bình an. People who can have an influence and they can be the means by which the church can grow. Đó là những con người có ảnh hưởng, và thông qua những con người đó thì hội thánh có thể phát triển. So I spent some weeks building relationships with this these people and seeing their openness to consider Jesus. Và rồi tôi dành thì giờ vài tuần như thế để ở xây dựng mối liên hệ với những con người nào và xem xét cái mức độ cởi mở của họ. If possible, as I did, use their house for a small group meeting of seekers or interested people. Và rồi, nếu có thể được thì tôi sẽ sử dụng cái ngôi nhà của họ để nơi làm nơi nhóm họp cho các cuộc họp nhóm nhỏ của những người đang tìm kiếm chân lý hay là những người có quan tâm. It's always better to have the meeting in a local context where people are well known and it's not separated from the community. Cho nên rất là quan trọng khi mà chúng ta hãy để cho họ gặp nhau trong cái bối cảnh địa phương của họ, chứ không có tách họ ra khỏi cái cộng đồng địa phương đó. And as soon as possible, start including those people in the ministry at some level. Và càng sớm càng tốt thì sẽ bắt đầu sử dụng cái người địa phương ở bất cứ cấp độ nào cho cái công tác mục vụ. And start discipling who you perceive the key people, even if they are not yet committed to Jesus, they can become committed through the discipling process. Và rồi ngay quý vị hãy bắt đầu môn đồ hóa những con người chủ chốt ngay cả khi họ chưa có một cái cam kết rõ ràng với Chúa Giêsu. And right from the beginning, encourage new believers to share their faith, even if it's a challenge in the context, and start small groups when people are responsive. Và ngay từ ban đầu, hãy khích lệ các tăng tín hữu chia sẻ đức tin của họ trong cái cộng đồng của họ, mặc dù đôi khi điều đó rất là khó khăn, và rồi bắt đầu các nhóm nhỏ khi người ta đáp ứng với tin lành của Chúa. That might seem like a big step, but I have found this is the very important step. Đây có thể xem như là một cái bước rất là lớn, nhưng mà đối với tôi đây là một cái bước rất là quan trọng. How can a new believer start a small group, you might say? Làm thế nào mà một tăng tín hữu là có thể là bắt đầu một cái nhóm nhỏ được? As long as they have faith and they are trusting in God and you can walk alongside them, I believe they can do this. Tôi tin rằng ngay khi mà họ đã trở thành họ đã tiếp nhận Chúa và có đức tin thật nơi Chúa, và anh chị em bắt đầu đồng hành với họ, thì họ sẽ làm được điều đó. You can ask questions about this later if you like.
Anh chị em có thể đặt ra những cái câu hỏi liên quan tới cái điểm này trong thời giờ sau này nếu quý vị muốn. So I'm suggesting to you it's best to multiply small new churches rather than build a big church. Và tôi muốn đề nghị anh chị em là hãy nhân cấp các hội thánh mới thay vì phát triển một hội thánh thật là to. You can ask questions about this too later if you like. Nếu quý vị muốn thì cũng có thể đặt câu hỏi cho cái phần này trong phần cái điểm này trong phần sau. We don't have a day seminar, we have just 1 hour. Chúng ta không có một ngày hội thảo mà chỉ có một tiếng thôi. But this is another way of developing leaders actually. Và thực ra đây là một trong những cái cách để mà phát triển lãnh đạo. It is easier to equip a small a group of a small church or group than one for a large church. Chúng ta dễ để mà phát triển lãnh đạo trong một cái hội thánh nhỏ, một nhóm nhỏ hơn là trong một hội thánh đông người. I read research about this some years ago. Vài năm trước thì tôi đã đọc một cái nghiên cứu về cái vấn đề này. They researched and said for to train a leader to lead 12 people would take, let's say, 50 hours. Người ta nói rằng nếu mà mình huấn luyện một người để trở thành lãnh đạo của một nhóm 12 người thì nó mất cần phải có 15 tiếng đồng hồ. But to train a leader to lead a group of 40 people would take more than 500 hours. Nhưng mà nếu mình huấn luyện một người trở thành lãnh đạo của một nhóm 40 người thì nó mất hơn 500 giờ. The bigger the group grows, the more skills and experience and knowledge and understanding one needs. Cái nhóm càng lớn chừng nào thì đòi hỏi người lãnh đạo đó càng phải có nhiều cái kỹ năng, kiến thức, sự hiểu biết và kinh nghiệm chừng đó. And we find in resistant places it's best to invest in a small group leadership and develop major leaders out of that. Và rồi tôi phát hiện ra rằng trong những cái nơi mà chống đối với tin lành đó thì cái cách tốt nhất là hãy tập trung phát triển lãnh đạo ở trong các nhóm nhỏ và rồi từ những lãnh đạo nhóm nhỏ đó chúng ta có thể phát triển họ thành những lãnh đạo chủ chốt của hội thánh. So I spend a lot of time equipping young local leaders and giving them responsibility. Cho nên tôi đã dành rất nhiều thời gian để trang bị những lãnh đạo trẻ, người địa phương và rồi tôi giao trách nhiệm cho họ. To be honest, I had more understanding and I had cultural awareness at this time and could do the job better, but we needed them to grow to take that responsibility. Và thành thật mà nói tôi đã có thêm một sự hiểu biết về và ý thức về văn hóa và làm công tác mục vụ tốt hơn khi tôi dành thời gian huấn luyện đào tạo những người trẻ và dùng họ trong mục vụ. And by God's grace, the church I was involved in planting planted another church. I didn't plant it, but one of the people I mentored planted it, and that church planted another church. Nhờ ơn của Chúa thì hội thánh mà tôi dự phần á đã thành lập một hội thánh khác. Cái người thành lập hội thánh này không phải là tôi, hội thánh khác đó không phải là tôi mà là một cái người mà tôi đã cố vấn cho họ. Và cái hội thánh mà anh ta thành lập đó, sau đó lại thành lập một hội thánh nữa. Multiplication is God's strategic kingdom way. It's in the Bible. Cho nên nhân cấp chính là phương cách chiến lược của vương quốc Đức Chúa Trời mà chúng ta nhìn thấy ở trong Kinh Thánh. Let me say that that second church that I mentioned above, that grew 3 times bigger than the first church that we planted. Tôi xin chia sẻ một chút về cái hội thánh thứ hai mà được thành lập bởi cái môn đồ của tôi đó. Thì cái hội thánh đó là nó lớn gấp 3 lần cái hội thánh mà tôi thành lập từ lúc đầu. It was in a little village, but over 150 people came to faith there. It was like a mini revival. Nó là một hội thánh trong một cái làng và có khoảng 150 tín hữu thôi, nhưng mà rất là nhiều người đã quay trở lại với Chúa qua hội thánh đó và nó giống như là tạo nên một cái sự phấn hưng ở tại đó.
It would have been impossible for me to see that happen as a Westerner in that local situation. Nó sẽ là bất khả thi cho tôi để làm cho điều đó xảy ra bởi vì tôi là người phương Tây ở trong cái bối cảnh đó. But my Javanese brothers, with the help of the Spirit, were able to do that church planting so well. Nhưng mà cái người mà tôi đã giúp đỡ thuộc linh cho họ, người địa phương đó đã làm cái điều đó thật là tốt. This continued after I was no longer there. Và cái việc phát triển hội thánh này nó đã nhân cấp hội thánh này nó đã tiếp tục trong một thời gian dài ngay cả sau khi tôi đã rời khỏi nơi đó. And when I was in Indonesia about 4 years ago, I got a phone call from that church planter. Và 4 năm trước đây khi tôi ở tại Indonesia thì tôi đã nhận được một cuộc điện thoại từ cái người mở mang hội thánh này. This is over 30 years later. Đó có nghĩa là 30 năm sau khi tôi rời đó. And he thanked me for being the faithful mentor and helping him to grow. He said I was the most influential Christian in his life. Và rồi anh ta gọi điện và cảm ơn tôi vì đã trở thành một người, vì đã là một người cố vấn rất là trung tín và giúp đỡ anh ta rất nhiều. Và anh ta nói rằng tôi là một cơ đốc nhân đã có những cái ảnh hưởng rất lớn trong cuộc đời của anh ấy. I'm not saying this to make myself look good, but so that you reflect on developing new leaders who can do amazing things for God. Tôi nói điều này không phải là để cho quý vị thấy tôi là một người rất là giỏi, nhưng mà tôi muốn nói điều này để giúp cho anh chị em thấy được cái tầm quan trọng của việc là phát triển những lãnh đạo người địa phương để họ làm mục vụ. So here are a few key things that were important. Releasing, as I said, new trained local leaders into ministry by the power of the Spirit. Và đây là một số những cái nhân tố rất là quan trọng mà tôi đề cập ở đây. Và cái đầu tiên mà tôi muốn nói đó là hãy sai phái, hãy buông những tín hữu địa phương ra, những người đã được huấn luyện để họ làm mục vụ. And because I was not very visible as a Westerner, the ministry was seen as a local community-based ministry rather than as an outsider-based one. Bởi vì tôi không có trực tiếp, không có dự phần một cách rõ ràng ở trong cái mục vụ mở mang hội thánh tại khu vực địa phương đó. Cho nên đó là những người bên ngoài khi họ nhìn vào đó thì họ thấy rằng cái công tác này là được thực hiện bởi một cộng đồng những tín hữu người địa phương thay vì dựa vào người nước ngoài giống như tôi. And as I said, there was enduring fruit long from a ministry long after I left. Praise God for that. Và như tôi đã nói đó thì cái chức vụ mở mang hội thánh bởi người địa phương đó đã có kết quả ngay cả khi tôi rời đó một thời gian dài. What the Holy Spirit does lasts, what we do not necessarily. Những gì mà Đức Thánh Linh làm thì nó sẽ còn lại, còn những gì chúng ta làm chưa chắc nó sẽ còn lại. Now I've got this is 7 phases of church planting, which I do not want to speak to, I don't think, but I want you to be aware of. I'll just put them up, the first 4 here. Đây là 7 cái giai đoạn mở mang hội thánh và tôi không muốn là nói quá nhiều về điều này, nhưng mà tôi muốn nói nhanh qua để anh chị em có một cái sự ý thức về cái 7 giai đoạn này. Đây là 4 cái giai đoạn đầu tiên. Actually, I would want to add another point to what I've put up here. Thực tế thì tôi muốn có thêm một cái ý nữa ở đây nhưng mà nó không có ở đây. Before phase 1, pray and pray and pray. Trước cái giai đoạn 1 đó thì phải là cầu nguyện và cầu nguyện. And can I suggest you get a prayer team to stand with you as you go into church planting? Và tôi đề nghị quý vị là hãy chuẩn bị cho mình một cái nhóm cầu nguyện để hỗ trợ cho công tác mở mang hội thánh trước khi chúng ta bắt đầu công việc này. We cannot underestimate the power of prayer. It's amazing. God works great ways in prayer. It's mysterious, but it's wonderful.
Chúng ta không thể nào đánh giá thấp cái sức mạnh của sự cầu nguyện. Đức Thánh Linh sẽ làm những cái chuyện, những việc rất là quyền năng qua những cái con người cầu nguyện. So the first phase after you've prayed and know God is with you, you form and prepare a church planting team. Cho nên cái bước đầu tiên phải là cầu nguyện, và sau khi mình đã cầu nguyện và tự tin rằng Chúa muốn mình làm công việc này, thì bắt đầu cái bước mà trên màn hình là thứ nhất đó, tức là hình thành và chuẩn bị một cái nhóm mở mạng hội thánh. Think about various giftings you need to plant a church and if possible have those included in your team. Hãy suy nghĩ về những cái ân tứ mà mình cần thiết, mình có cần để mở mạng hội thánh, và rồi mình tìm những con người với những cái ân tứ đó để mời họ tham gia với nhóm của mình. Phase 2 is very important. Cái bước thứ hai, giai đoạn 2, nó rất là quan trọng. You're seriously learning the host language and understand their culture. Quý vị phải nghiêm túc học ngôn ngữ của người bản xứ và hiểu biết về văn hóa của họ. Now, Vietnam itself has over 100 indigenous languages. I know that. Tôi biết ở Việt Nam thì có hơn 100 cái nhóm sắc tộc khác nhau. And because I've been in the north and the south of Vietnam, the accents are very different and the cultural, there are cultural differences north and south. Và ngay cả những người ở miền Bắc và miền Nam thì nói cái giọng cũng khác nhau và có sự khác biệt về văn hóa nữa. So we need to be sensitive to that. Even if you're speaking Vietnamese, one needs to be sensitive to cultural and language differences. Cho nên chúng ta cần phải nhạy bén với vấn đề này và phải nhận biết được nhạy bén với cái sự khác biệt về ngôn ngữ và văn hóa giữa chúng ta và những người bản xứ, ngay cả khi là họ cũng nói tiếng Việt giống như chúng ta. I would encourage you if you are from the south and you're engaged in ministry more in the north that you as quickly as possible have people from the north primarily involved in the ministry. Tôi muốn khích lệ quý vị, nếu quý vị là người miền Nam mà muốn mở mang và tham gia nhiều vào trong công tác mở mang hội thánh ở tại miền Bắc, thì quý vị hãy chuẩn bị cho một cái người miền Bắc á, để rồi trong tương lai họ sẽ tham gia nhiều hơn quý vị vào trong cái công tác này. There are perceptions people have and the way people listen to language. We want to do it in the best possible way for King Jesus. Chúng ta muốn làm những cái điều tốt nhất cho Chúa Giêsu của chúng ta, bởi vì có những cái cách mà người ta nhìn nhận nó khác biệt, khác nhau về cái ngôn ngữ. Church planting involves extensive or wide sharing of the gospel with groups and individuals. Công tác mở mang hội thánh nó phải bao gồm cái việc chia sẻ phúc âm rộng rãi với các nhóm người và các cá nhân. Matthew 13 talks about the parable of the sower or the seed. Trong Kinh Thánh có nói về cái ẩn dụ về người gieo giống. The seed is spread broadly. Hạt giống được gieo ra một cách rộng rãi. The gospel needs to be shared broadly. We do not know who Jesus is going to bring into the kingdom. Phúc âm của Chúa cần phải được giao giảng một cách rộng rãi, gieo ra một cách rộng rãi, bởi vì chúng ta không biết ai sẽ là người mà Chúa Giêsu sẽ đem vào trong vương quốc của Ngài. And we talked about discipling earlier. Discipling believers with the goal of gathering believers in groups is important. Chúng ta đã nói về công tác môn đồ hóa ở trong phần trước, và ở đây cái giai đoạn thứ tư đó là môn đồ hóa các tín hữu với một mục tiêu là hãy nhóm hiệp họ trong các nhóm nhỏ. Then helping the spiritual growth of the body of believers. Sau đó hãy giúp cho hội thánh tăng trưởng về mặt thuộc linh. The group is beginning to form. We need to encourage them to grow together. Cho nên chúng ta cần phải khích lệ các tín hữu trong hội thánh tăng trưởng cùng nhau. Phase 6 is very challenging. Cái giai đoạn 6 là cái giai đoạn rất thách thức. Putting in place local leaders and empowering them. Sắp đặt các lãnh đạo địa phương vào các vị trí phù hợp và rồi trao quyền cho họ.
often there you see many weaknesses or limitations. Chúng ta thấy có có thể chúng ta thấy họ có rất là nhiều những cái hạn chế hay là những khuyết điểm. That's why discipling or mentoring alongside them is so important. Đó là lý do mà công tác môn đồ hóa đi bên cạnh của một đi bên cạnh một tín đồ nào đó mà là điều rất quan trọng. And trust that God can help them to even start developing new groups or reproduce new groups. Và chúng ta cần phải tin cậy rằng Chúa sẽ dùng họ để bắt đầu có thể tái sản sinh những cái nhóm nhỏ mới. I did not expect that to happen when I was involved in church planning, but God graciously did that. He can do it for you too. Tôi đã không mong đợi là cái việc nhân cấp nó sẽ xảy ra khi tôi làm công tác mở mang hội thánh, nhưng Đức Chúa Trời đã làm điều đó trong ân sủng của Ngài dành cho tôi, và Ngài cũng sẽ làm điều đó cho quý vị nữa. This is why I say trying to plant smaller groups rather than a large church is a strategic way of the kingdom. Cho nên đó là lý do mà tôi nói rằng việc mà thành lập một nhóm các hội thánh nhỏ, một loạt những hội thánh nhỏ, thay vì một mở mang một hội thánh thật là to, mới chính là chiến lược ở trong công tác mở mang hội thánh. Some personal reflections here. Tôi muốn đưa ra một số phản hồi cá nhân. God is the key in church plant. Đức Chúa Trời là nhân vật chính trong công tác mở mang hội thánh. We are His servants. Chúng ta chỉ là đầy tớ của Ngài thôi. Any fruitfulness comes from Him, not from us. Tất cả những kết quả đều đến từ Ngài chứ không phải từ chúng ta. Be sensitive to what doors God is opening. Hãy nhạy bén với những cánh cửa mà Chúa đang mở ra. Let me give an example of that to you. Tôi muốn cho quý vị một cái ví dụ ở chỗ này. In a country to the north of where Vietnam is. Tại một đất nước ở phía bắc của Việt Nam. We had a couple begin a pioneer church planting in a major city where there were no church. Chúng tôi có một cặp vợ chồng giáo sĩ đang làm công tác mở ban hội thánh tiên phong ở tại một cái thành phố lớn mà là nơi mà chưa có bất kỳ hội thánh nào. They came from Malaysia and spoke the local language as well. Họ đến từ Malaysia và họ nói tiếng của người bản địa rất là tốt. And they were able through their connections to lead someone working in a restaurant to Jesus. Và rồi thông qua một số quan hệ của họ thì họ đã có thể đưa dẫn một số người làm trong nhà hàng trở về tin Chúa. What should they do from here? Was their question. Tôi có thể làm gì ở đây? Từ cái chỗ này. They did a special thing. Tôi đã làm một cái điều đặc biệt. They made the restaurant their focus of ministry. Sorry, they make a restaurant. The restaurant, which the person saved was working in a restaurant, so they made the restaurant their focus of ministry. The people working in the restaurant. Những người mới tin Chúa này là làm việc trong nhà hàng, cho nên ông vợ dòng giáo sĩ này á, họ đã biến cái nhà hàng đó thành cái trung tâm của một cái trọng tâm của mục vụ của mình. Many others in that working in that restaurant became believers. Cho nên nhiều người khác làm việc trong nhà hàng đó đã tin nhận Chúa. Their church was based in the restaurant. Và hội thánh cũng được hình thành ở trong cái nhà hàng đó luôn. And other churches ended up being developed. Other groups began to be developed out of that particular context. Và rồi có những nhóm nhỏ khác thì lại được hình thành từ những con người, những nhóm nhỏ ở trong cái hội thánh đó. God can do unexpected things. Đức Chúa Trời có thể làm những điều vừa mà chúng ta không mong đợi. One of our missionaries in another closed country was asked to pray for people. Một giáo sĩ làm việc trong một quốc gia đóng cửa với Tin Lành á, được đề nghị hãy cầu nguyện cho một người địa phương.
They were from a very strong Buddhist background, and they had done everything to try and see healing or help for this person who was very sick. Những người trong gia đình này họ đến từ một cái bối cảnh Phật giáo, và họ đã cầu nguyện rất là nhiều, tìm hết cách này cách kia để tìm kiếm sự chữa lành cho cái người nhà bị bệnh của mình. Our worker prayed and God graciously touched that person and brought healing. Nhưng mà rồi người giáo sĩ đó đã cầu nguyện và Đức Chúa Trời đã đụng chạm và đem đến sự chữa lành cho cái người bị bệnh đó. It opened the door to share about the power of God through the Lord Jesus. Và điều đó đã mở ra một cái cánh cửa để chia sẻ về tấm lòng của Đức Chúa Trời, về tình yêu của Đức Chúa Trời thông qua Chúa Giêsu cho họ. I believe God is always wanting to open doors for people who do not know him. Tôi tin rằng Đức Chúa Trời luôn luôn muốn mở ra những cánh cửa cho những người nào chưa biết Ngài. We need always to remember that God has got ahead of us in CP to call people to himself. Cho nên chúng ta phải nhớ rằng Đức Chúa Trời đã đi trước chúng ta trong công tác mở mang hội thánh để kêu gọi những con người cho chính Ngài. We need faith to believe that. Và chúng ta cần có đức tin để tin điều đó. And I believe he's always preparing what I call people of peace, people of influence who can bring all of the community or many in the community to faith. Cho nên tôi vẫn tin rằng Đức Chúa Trời cũng đang chuẩn bị những người mà chúng tôi gọi là những người bình an, những người có ảnh hưởng ở trong cộng đồng, để rồi thông qua những người đó Ngài cứu thêm những người khác ở trong cộng đồng đó. And be open to the unexpected, even if it seems difficult. Và hãy sẵn sàng cho những cái điều không mong đợi, ngay cả khi đó là những cái điều rất khó khăn. God has promised he will always be with us. Đừng bao giờ quên rằng Chúa luôn luôn ở với chúng ta. He will enable us and give us wisdom in every situation we find ourselves. Ngài sẽ ở với chúng ta và Ngài ban cho chúng ta cái sự khôn ngoan cũng như có khả năng để làm những cái điều mà Ngài muốn. Being involved in church planting is faith stretching. Việc tham gia vào trong công tác mở mang hội thánh là điều rất là chiến lược. But it's a great way to deepen your faith and trust in God and grow in grace. Nhưng đó là cách rất là tuyệt vời để làm cho chúng ta vững mạnh, sâu nhiệm trong đức tin của mình và trong sự tin cậy đối với Chúa Giêsu của chúng ta. Some personal reflections on church planning. Tôi sẽ đưa ra một số phản hồi cá nhân về các yếu tố quan trọng đối với việc mở mang hội thánh. As I said before, consistent prayer is of critical importance in church planting. Như tôi đã nói ở trong phần trước, việc cầu nguyện một cách kiên định, nhất quán là vô cùng quan trọng trong công tác mở mang hội thánh. I've been involved in ministry for over 50 years now. Tôi đã ở trong mục vụ hơn 50 năm rồi. Prayer has always been important for me. Và sự cầu nguyện luôn luôn là điều rất quan trọng đối với tôi. But if I was doing my ministry again, all over again, nhưng mà nếu tôi phải bắt đầu lại chức vụ của mình đó, I would pray more. Thì tôi sẽ cầu nguyện nhiều hơn nữa. And more. Và nhiều hơn nữa. I just find when I'm spending more time in God's presence, he opens doors and gives me sensitivity more than when I don't. Tôi nhận ra rằng khi tôi dành nhiều thời giờ ở trong sự hiện diện của Chúa đó, thì Ngài mở ra những cái cơ hội và cho tôi có sự nhạy bén hơn với những lúc mà tôi không cầu nguyện. Faith and perseverance are necessary in church planting, and they can be costly. Điều thứ hai đó là đức tin và sự kiên trì là cần thiết trong việc mở mang hội thánh, và công việc này có thể phải trả giá. Most of the people I know who have been involved in pioneer church planting have suffered.
Hầu hết những con người tham gia vào trong công tác mở mang hội thánh tiên phong đều phải chịu khổ. Not just from the people around them, sometimes physically the enemy. I do not know why, but we often suffer when we're involved in pioneer church plant. Đó có thể là những con người ở chung quanh mình, nhưng mà đó không thể đến từ kẻ thù. Tôi không biết là cụ thể trong mỗi trường hợp là gì, nhưng mà công việc này hầu hết những người tham gia vào công tác mở mang hội thánh tiên phong đều phải chịu khổ. But so you're not discouraged, we grow deeper in God and love Him, and I believe become more useful in His hand. Nhưng mà cái sự chịu khổ đó nó không khiến cho chúng ta nản lòng, vì chúng ta có thể tăng trưởng hơn ở trong Chúa và kết quả hơn ở trong chức vụ của mình. Remember again, church planting is a team ministry, not an individual one. Hãy nhớ một lần nữa, đó là mở mang hội thánh là một vụ nhóm chứ không phải là một vụ cá nhân. Now, I've been involved with teams for decades. Tôi đã tham gia vào trong cái nhóm mở mang hội thánh trong hơn một thập kỷ. Team ministry sounds good. Team, một vụ nhóm thì nghe có vẻ rất là thú vị, rất là hấp dẫn. But it's difficult. It's difficult. Nhưng mà nó rất là khó. People are not perfect. Con người thì không ai hoàn hảo hết. And it takes a lot of time. Và nó cũng đòi hỏi mình phải tốn rất nhiều thời gian. Sometimes we can think, I'll just do it myself, it'll be quicker. Đôi khi chúng ta nghĩ rằng thôi mình làm một mình đó, cho nó nhanh, nhanh hơn nhiều. God's way is we work with others for the kingdom. Nhưng mà cái cách của Chúa là chúng ta phải làm việc cùng nhau, làm việc với những người khác cho vương quốc của Ngài. It mightn't be the easiest way, but it is the best way. Nó không phải là cái cách dễ dàng nhất mà là hay là nhanh chóng nhất, mà là phải là cách tốt nhất. Okay. And as I mentioned before, you have to be committed and focused on church planning as your priority. It's so easy to be distracted. Cho nên như tôi đã nói ở trước, điều chúng ta cần làm là phải tập trung và cam kết với việc mở mang hội thánh như là một ưu tiên của mình, bởi vì chúng ta rất là dễ dàng bị chi phối khỏi công tác này. Oh dear, we're running out of time. I've given some examples about church planting. I think I'll leave that one. Tôi okay, ông bỏ qua cái phần những cái thách thức của công tác mở mang hội thánh. I've got some principles here that I knew we would not have time, but I want you to be able to take these away and think about them. Tôi liệt kê ra đây 10 yếu tố nhất quán trong việc nhân rộng mở mang hội thánh. Bây giờ tôi không có đủ thời giờ, nhưng mà tôi muốn anh chị em hãy đọc lại cái phần này và suy gẫm thêm về những cái điều này. I just want to talk about point 4. Tôi chỉ muốn nói đến cái điều thứ tư. Scriptural authority. Là thẩm quyền kinh thánh. I have a very high view of scripture. It is the word of God. Tôi rất là coi trọng kinh thánh bởi vì đó là lời của Đức Chúa Trời. And in my teaching and my mentoring and discipling, I always keep moving people to read the word and to hear what God is saying to them through it. Vì vậy mà trong khi tôi giảng dạy hay là môn đồ hóa hay là cố vấn người khác, thì tôi luôn luôn hướng họ đến việc đọc lời của Chúa để xem Chúa phán gì với họ qua lời của Ngài. The Bible is a very authoritative and special for me. I want it to become that for the people that I'm leading and training. Vì Kinh Thánh là rất có thẩm quyền đối với tôi và đặc biệt đối với tôi cho nên tôi muốn những người mà tôi môn đồ hóa họ cũng nhìn nhận Kinh Thánh giống như vậy. So hold the word of God very closely and make sure you spend regular deep times in God's word, not just preparing ministry but meeting with God for yourself. Cho nên hãy gần gũi với lời của Chúa và hãy bảo đảm rằng quý vị dành nhiều thời giờ để học lời của Chúa, không phải là học để chuẩn bị cho cái mục vụ của mình, nhưng mà học để cho chính mình. I want to ask you right now, how much time does you feel prayer has in your local home church community? Tôi muốn hỏi quý ông bà anh chị em ngay bây giờ, đó là quý ông bà anh chị em cảm thấy sự cầu nguyện nó có ưu tiên gì, nó chiếm bao nhiêu thời gian ở trong cộng đồng hội thánh địa phương của quý vị?
And maybe you can reflect for a minute, even as we close, we'll look at the as to what are maybe one or two things that you could do so that prayer has a more important role in your own life and in your church community. Và câu thứ hai mà tôi muốn đưa ra đó là đâu là một hoặc hai điều mà quý ông bà anh chị em có thể làm để sự cầu nguyện nó có một vai trò quan trọng hơn nữa trong đời sống của chính mình và trong cộng đồng hội thánh của mình. Let's just take 30 seconds now to think about that. Hãy dành 30 giây thôi để suy nghĩ về cái điều này trong một chốc lát. I'm just trusting that God will help each one of you in the busyness of your ministry to be faithful in prayer. Tôi tin rằng Chúa Trời sẽ giúp đỡ quý vị trở nên những người trung tín ở trong đời sống cầu nguyện, dẫu cho phải ở giữa những cái sự bận rộn ở trong cái mục vụ của mình. I will show you some of the things that I'm not going to talk about so that you know they are there. Thôi chỉ muốn chiếu một số cái điểm mà tôi chưa nói ở đây thì anh chị em có thể biết rằng còn có những cái điểm này ở trong cái bài nói chuyện của tôi trong cái slide đó. These are principles that can help you in church planting. Và đây là những cái nguyên tắc có thể giúp cho quý vị trong công tác mở mang hội thánh của mình. What a healthy church looks like. Một hội thánh khỏe mạnh thì trông như thế nào? And then there's a lot of other things here. Và đây là một số cái nhân tố khác. You will be able to look at that when you get the notes. Anh chị em sẽ nhìn lại những cái điểm này khi mình mở cái file này ra. Tôi đã gửi cái file đó qua cho quý vị ở trong cái phần chat. Tôi sẽ gửi lại ở trong cái group Zalo để quý vị có thể tải về. And if another time we have a day together to talk about this, we'll have a good time. Và nếu như chúng ta có một cái thời giờ khác, có một ngày để nói về cái chủ đề này thì đó chắc chắn sẽ là một ngày rất là tuyệt vời. It's such a big topic. Bởi vì đây là một cái chủ đề rất là bự, rất là lớn. This is just to finish and then we can have questions. If you read those questions out. Tôi muốn kết lại buổi sáng hôm nay bằng cái thời gian hỏi đáp. Quý ông bà anh chị em có câu hỏi nào thì có thể đưa ra và diễn giả sẽ giải đáp ạ. It takes just 3 minutes to do that and maybe write something down. Trước khi chúng ta xin có một cái câu hỏi được không ạ? Is it a time for Q&A now or you want to reflect? After this, 3 minutes here and then we'll do Q&A. Dạ, xin lỗi mục sư là tôi bị nhầm. Chúng ta bây giờ mục sư Travel muốn chúng ta dành khoảng 3 phút ngắn ngủi thôi để phản hồi về những cái câu hỏi ở trên đây. Và sau đó sẽ có thời giờ để hỏi đáp ạ. Thứ nhất là hãy viết ra hai hiểu biết quan trọng mà quý vị đã thu được từ buổi hội thảo này. Thứ hai là quý vị có cam kết cầu nguyện kiên định hơn cho những người chưa biết Chúa Giêsu không? Nếu vậy thì quý vị có lên kế hoạch cho điều này xảy ra không? Điều thứ ba là quý vị có thể hỗ trợ thực hiện, có thể thực hiện một hành động quan trọng nào trong tuần này để hỗ trợ công tác mở mang hội thánh trong khu vực địa phương của mình.
Dạ thưa mục sư. So hopefully when you get these notes, you will have a chance to reflect more on them and maybe get some further benefit. Tôi hy vọng là khi quý vị nhận những cái ghi chú này từ cái slide của mình, thì quý vị sẽ có thể phản hồi nhiều hơn và học hỏi được nhiều hơn. Question time, if anyone has any questions. Bây giờ sẽ là thời gian để chúng ta đưa ra những câu hỏi. Nếu quý anh chị em, quý đầy tớ Chúa có câu hỏi nào thì chúng ta có thể mở micro và hỏi, hoặc là quý vị có thể gửi vào trong cái chat box để rồi chúng tôi sẽ nail lên cho mục sư có thể trả lời. Có ai có câu hỏi nào không ạ? Xin mời mục sư, hồi nãy mục sư Tâm hình như là mục sư mới định hỏi câu hỏi phải không ạ? Tôi xin có câu hỏi như thế này. Theo kinh nghiệm của ông ấy đi làm công tác mở thánh ấy, thì khi mà một cái nhóm các anh em từ nhiều hệ phái khác nhau mà họ mà có cái tấm lòng muốn mở hội thánh ở cho một khu vực hay là một nhóm dân, thì cái kinh nghiệm của ông ấy cũng có thể đưa ra cái giải pháp mà khi mà mở ví dụ như là có những người đến từ Bắc Tít, có những người đến từ Tin Lành, có những người đến từ Ngũ Tuần rồi Ân Tứ, rất là nhiều các nhóm khác nhau, vậy thì họ phải làm thế nào để mà định danh cho cái hội thánh mới đó để cho nó bảo đảm được là nó không bị có tính hệ phái hoặc là một đặc trưng của một cái phong cách thần học. Cái kinh nghiệm của ông có thể chia sẻ giúp cho. Yeah, cảm ơn mục sư. Pastor Tâm from Hà Nội has a question regarding to the church planting. Here is the summary of his question. Suppose there is a group of Christians from different denominations like Baptist, CMA, or Presbyterian want to work together to plant a local church in an unreached people group or in specific area. Yep. So how can they define the identity of that new planted church? Without being characterized by the denominationalism, yep, or I understand the issue. Yes. We've faced it many times, many times. Yeah, tôi hiểu câu hỏi của That's a very good question. Very good. Tôi đối diện với điều đó rất là nhiều lần và đó là một câu hỏi rất là tốt. It's happened a lot in our experience. Yeah. Nó đã xảy ra. This is a very good question. Yeah, đây là câu hỏi rất là tốt. It's great that people want to work together. That's a big plus. Thật là tuyệt vời nếu mà các con cái của Chúa thuộc nhiều hệ phái khác nhau mà có cái tinh thần là hợp tác làm việc với nhau. That's a good thing. Đó là một điều tốt. But the challenge is we have different ways of thinking or different theology. Nhưng mà cái thách thức ở đây là chúng ta có những cách nghĩ và những quan điểm thần học khác nhau. And I think before you start, you need to try and agree on some of those basic issues. Cho nên tôi nghĩ rằng điều quan trọng là trước khi mình bắt đầu thì cần phải có một cái sự đồng thuận với nhau về một số điểm quan trọng. You need to agree on, for instance, when and how you baptize. Thứ nhất là chúng ta cần phải đồng thuận với nhau cái cách mình báp têm. That can be so divisive, so dividing. Nó có thể khác nhau tùy theo mỗi cái hệ phái. Hopefully you all agree on the authority of scripture. Và cái thứ hai là hy vọng là mọi người đều sẽ có một sự đồng thuận về cái thẩm quyền của Kinh Thánh. If you don't have that, you can't
build a church together. Nếu không có một cái sự đồng thuận về thẩm quyền của cái thánh thì không thể nào mở mà hội thánh được. And I'm assuming that, you know, the who Jesus is, his death and resurrection, the basics of the faith we've agreed on, yeah. Tất cả mọi người phải đồng thuận với nhau về những cái là sự dạy dỗ về Chúa Giêsu. Chúa Giêsu là ai, Ngài đã chết rồi sống lại, những đó là những cái nền tảng của đức tin cần phải đồng thuận. So the things that become tension are things like baptism, communion, how leadership structure works. Those are key things that become a problem or can become a problem. Những cái vấn đề mà chẳng hạn như là làm báp têm như thế nào, dự tiệc thánh làm sao, rồi cái cơ cấu của hậu thánh, tổ chức hậu thánh như thế nào, những cái đó nó có thể là những nguyên nhân gây xung đột, gây căng thẳng. I think my suggestion to you would be, instead of people thinking about where they have come from in their denomination or their theology, what with this team we have is the best for the area we are going to in the local context. Adjusting, be willing to adjust to that. Ông nói để tôi nghĩ cách nào trình bày cho dễ. Tức là ông nói rằng đối với những cái người mà đến từ những cái quan điểm thần học khác nhau đó, thì bây giờ cần phải ngồi lại xem thử là cái nơi mình định mở mang hội thánh đó, thì cái thực hành nào, cái cách nào, cái quan điểm nào là nó phù hợp nhất cho cái người bản xứ ở tại đó để mình áp dụng cho cái hội thánh mà mình sẽ mở. We have to sometimes yield something that's important to us for the king and for his kingdom, even though it's important to us. We have to yield something. Yield or let go of something. Okay. That is our particular way of doing it for the sake of seeing a church plant. Đôi khi chúng ta cần phải bỏ đi những cái điều mà chúng ta cho là quan trọng để rồi phục vụ cho Chúa Giêsu là vua của chúng ta. I would suggest it isn't one of those denominational patterns, but it's different. It's something that's being contributed to by all, so that it's special for that group. Có thể chúng ta lấy một số điểm nào đó từ một số kiểu mà từ một cái kiểu mẫu của một cái hệ phái nào đó, chứ không hẳn là tất cả những cái điều đó. Và những cái điểm đó là chính là những cái điểm mà nó phù hợp nhất, nó có giúp đỡ tốt nhất cho cái hội thánh mà chúng ta dự định mở ở tại cái nhóm dân đó. Then there's a sense of we're all contributing, but we're also letting go of some things for the sake of King Jesus. Cho nên bằng cách làm như thế thì chúng ta sẽ tạo ra một cái cảm giác là tất cả đều đều đóng góp chung vào trong cái công việc mở mang hội thánh đó, nhưng mà chúng ta cũng đều sẵn sàng bỏ đi những cái mà thuộc về riêng của mình, những cái mà chúng ta cho là quan trọng để phục vụ cho ích lợi của hội thánh. But can I just say, if you do this and it is seen that different denominations as planting a church together, that is a powerful testimony for King Jesus. Và nếu như thực sự là mà chúng ta làm được điều đó, theo cái ý nghĩa là nhiều người từ nhiều hệ phái khác nhau mà vẫn có thể làm việc được với nhau để mà mở mang một hội thánh, thì đó sẽ là một lời chứng vô cùng là mạnh mẽ về quyền năng của Chúa. And working up in the north, I'm guessing it's maybe some of the tribal groups, I'm aware of this. You need to work together to see something happen. It's very difficult. Làm việc ở tại miền Bắc, tôi đoán là ở trong một cái nhóm dân nào đó ở phía Bắc, và để cho nhìn thấy cái việc này xảy ra, tức là hội thánh được thành lập xảy ra, đó là một điều rất là khó khăn, không có dễ. But the testimony, not just in the area, but wider, where denominations are working together, is very powerful. Nhưng mà nếu mà thành công, nhiều hệ phái mà hiệp lại, nhiều người từ nhiều hệ phái mà hiệp lại mà làm thành công, thì đó là một cái lời chứng rất là sống động, không phải chỉ ở tại khu vực đó, mà nó có thể lan rộng ra cả nước nữa, để cho thấy rằng những hệ phái khác nhau vẫn có thể hợp tác với nhau thành công trong việc mở mang hội thánh. That's what Jesus said in John 13, that we should love one another, then people will see Jesus through us. Và đó chính là điều Chúa Giêsu đã nói trong gian đoạn 13, đó là nếu các con yêu mấy nhau thì người khác sẽ nhìn thấy các con là môn đồ ta. A short answer, but I hope it helped.
Tôi hy vọng là những gì tôi chia sẻ có ích cho mục sư. Vâng, cảm ơn ông rất là nhiều. Thì tôi có một cái băn khoăn này rất là lớn khi mà xác định muốn có cái sự hợp tác với các anh chị em, các tôi tớ Chúa từ nhiều cái quan điểm thần học khác nhau. Cái kinh nghiệm cá nhân của tôi thì lúc đó thì tôi cũng hợp tác với bốn hội thánh thuộc bốn hệ phái, cả truyền thống cả ân tứ. Đến cái ngày làm báp têm là gặp rất nhiều tranh cãi, nhưng mà tạ ơn Chúa lúc bấy giờ thì họ mình là giống như là cái người phục vụ Chúa cho người Việt Nam, và các hệ phái kia thì họ là nước ngoài, thì họ cuối cùng họ quyết định đưa cho tôi cái quyết định là tôi sẽ đưa ra cái quyết định theo các cách mà người Việt Nam, thì tôi chọn cái cách mà phần lớn các hội thánh ở Việt Nam đã chọn làm báp têm là dìm nước. Thì tôi lại cuối cùng là quyết định mời cái ông mục sư của trưởng lão để làm báp têm dìm nước cho các anh em. Thì cái điều đấy là rất là tốt vì mình biết cái lựa chọn mình đưa ra. Nhưng bây giờ tôi không hiểu là cái cách tương tự như vậy có thể mình đưa ra cho những nhóm dân hoặc là những cái nơi mà người ta mới làm báp, có thể là mới tin Chúa, để họ lựa chọn theo cái phong cách tương tự như vậy có phù hợp không? Thì mình biết lẽ thật thì mình dễ đưa ra lựa chọn. Tôi rất muốn nghe kinh nghiệm của ông ấy. Another point that would emerge from his previous question, he shared a little bit about his own experiences when he cooperated with four other churches from four denominations. But all these denominations and churches are from other countries, and they work together and they plan a church. But when it comes to have baptism, there was agreement between the people involved. But because those pastor, those worker from other denomination are from other country, they and only him are Vietnamese, so they decided to give him the authority to decide which way he feel the best for the community. But he invited and he decided to have an immersion baptism, and he invited one Presbyterian pastor to conduct it, that baptism. His question is, because we all know the truth, so we can decide it easily. But what is it, but whether is it applicable for the new planted church, for the local people, whether they can decide themselves or choose which way of doing baptism or other liturgy by themselves? Okay, these decisions like you faced need to be worked out before. They shouldn't have been worked out when the baptism happened. The missionary should have been much wiser. Can I say that? They should have been much wiser and realized where this was going and trusted you and just said, we believe, got to have local people make those decisions. And I don't think the local church needs to be given that responsibility without a Vietnamese brother, a senior brother who is like the mentor or the leader, who helps them in that. So, but the missionaries have got to be out of this. They create the problems in this. So you, if you were part of that discussion, Okay, ông nói rằng thực ra là không phải đợi đến khi báp têm rồi mới mình tranh cãi, thì lúc đó là nó cũng là muộn rồi. Tốt hơn hết là những cái vấn đề mà có thể gây tranh cãi này cần phải được thảo luận trước và đồng thuận trước trước khi mình bắt tay vào công tác mở mang hội thánh. Chứ còn nếu để khi mà mình làm rồi mới xảy ra thì nó cũng không phải là khôn ngoan. Cho nên là khôn ngoan hơn thì mình sẽ lường trước những cái sự tranh cãi nó có thể xảy ra và mình bàn luận và thống nhất trước với nhau. What I've been saying about church planting is that we need to empower local leaders quickly. Một trong những cái điều quan trọng ở trong công tác mở ban hội thánh là làm thế nào để trao quyền cho người địa phương càng sớm chừng nào càng tốt chừng đó.
That's why discipling and mentoring is so important. Chính vì vậy mà công tác môn đồ hóa và cố vấn là điều hết sức quan trọng. If we have two or three key Vietnamese who love Jesus and are passionate for church planting, that's better than 10 missionaries. Sorry, I shouldn't say that. Tôi không nên nói điều này, nhưng mà thực tế là nếu mà chỉ có hai hoặc ba người Việt Nam mà yêu mến Chúa và có khao khát mở mang hội thánh á, thì nó tốt hơn gấp 10 lần giáo sĩ đến từ bên ngoài. I'm not this, obviously we want people involved in mission. I'm thinking of Westerners in that context. That's what I mean. Ý của tôi là bây giờ tôi muốn nghĩ đến những người giáo sĩ phương Tây á, mà tham gia vào thì không tốt bằng là 10 người phương Tây, không tốt bằng hai ba người Việt Nam mà có lòng yêu Chúa và có khao khát mở mang hội thánh. We still need Western missionaries, but they need to be wise in the way they minister and release local people quickly so that the church can multiply and not be seen as Western. À, chúng ta thật sự vẫn cần những giáo sĩ phương Tây chứ không phải không, nhưng mà họ cần phải khôn ngoan ở trong cách họ là liên hệ với người bản địa, làm việc với người bản địa, để rồi cái hội thánh bản địa nó sẽ nhân cấp một cách nhanh chóng và nó sẽ không bị xem là cái sản phẩm của người nước ngoài, người phương Tây ở tại Việt Nam. Now, I'm putting on a Korean hat now. The same goes for Koreans wherever they're working. They need to quickly, they're Asian, but they need to release the local people to do the ministry and not hold it tightly. Và tôi nói cũng có điều này cho cả những người Hàn Quốc, những giáo sĩ người Hàn Quốc đang làm việc ở tại Việt Nam, mặc dù họ là người châu Á nhưng mà họ vẫn cần phải nhanh chóng trao quyền cho người bản địa, chứ không phải là cố khư khư nắm giữ cái quyền lãnh đạo để rồi người bản địa có thể là tiếp tục mở mang và nhân cấp hội thánh. And the Vietnamese need to do that wherever they go, and amongst these local ethnic groups that are different, they need to empower them quickly so they're not relying on someone from the city for their ministry for a long time. Và cái nguyên tắc này nó cũng đúng cho ngay cả cái người Việt Nam mà muốn mở mang hội thánh ở những khu vực khác hay là những nhóm dân khác. Khi chúng ta đến với một nơi nào đó và truyền giáo thì càng nhanh chóng đào tạo và trao quyền cho người bản xứ, người địa phương nhanh chừng nào thì càng tốt chừng đó. We need missionaries. They break new ground, but they need to release local people into leadership as quickly as possible. Chúng ta cần những giáo sĩ bởi vì họ chính là những người vỡ đất, những người khai phá đất, nhưng mà họ cần phải nhanh chóng trao quyền cho người địa phương. I hope that helps. Tôi hy vọng câu trả lời của tôi giúp đỡ cho mục sư. Thank you so much. Yeah, cảm ơn mục sư Tâm. Cảm ơn. There are also some questions in the chat box. Can you just check? Yeah. Yes. It's mine. There is one question regarding to the discipleship. Yes. The question is, if there is a difference in terms of geography, is there effective to disciple from afar? And the way would we disciple others from afar, distant discipling, whether is the same or with the way we disciple them directly or not? Okay. Yeah. The distinction between discipling and mentoring, I'll mention that here. Okay. Có một sự khác biệt giữa các vấn đề môn đồ hóa và cố vấn. Discipling, in my view, is for people who are new in the faith to become established. Đối với tôi thì môn đồ hóa là giúp cho những người mới tin Chúa đó, họ có thể được vững vàng ở trong Chúa. Mentoring is developing a Christian so that they become the purpose God has called them to be and fulfill his ministry. Nhưng mà cố vấn là phát triển một người, giúp cho một người có thể là đạt được cái mục đích mà Chúa muốn họ và họ có thể tham gia vào trong cái công tác mục vụ nào đó để hoàn tất cái sự kêu gọi của Chúa trong đời sống của họ. It's almost like the second stage of discipling when a person is becoming mature. Nó giống như một cái bước thứ hai của cái công tác đào tạo môn đồ khi mà cái người môn đồ đó nó trở nên trưởng thành hơn. Now, in some places it's impossible to
personally see a disciple. Ở một số nơi thì không thể thực hiện công tác đạo môn đồ hóa trực tiếp. But that is not at all desirable for a new believer to do it by Zoom or by distance. It's not the best way. Yes. If you have to, you do that, but it's not the best way. And then I'll make a comment in a moment. Yeah, nhưng đó thực ra là nếu mình không còn cách nào khác thì mình có thể làm điều đó, nhưng đó không phải là cách tốt nhất để mình môn đồ hóa người khác. In most resistant countries, a disciple needs to meet somebody personally, close. Ở trong hầu hết các quốc gia mà đóng cửa với Tin Lành hay là có thù nghịch với Tin Lành đó thì cần công tác môn đồ hóa cần được thực hiện trực tiếp. It's hard to be alone as a Christian. Bởi vì thật sự khó cho những người mới tin Chúa đó, họ đứng một mình, họ là một trở thành cơ đốc nhân mà cô độc ở trong cái cộng đồng đó. So if you are discipling somebody at a distance, the best is if they can still be connecting with other Christians locally. Cho nên nếu anh chị em quyết định môn đồ hóa một người nào đó từ xa thì cần phải đảm bảo rằng họ phải được nối kết với một số cơ đốc nhân nào đó, người bạn ở trong cộng đồng đó, ở gần đó. For me, discipling is personal. Nhưng mà cái môn đồ hóa của tôi là cá nhân. I like to sit with people, see in their eyes, see the way they're looking, how they're reacting. That is as important as what they say. Tôi thích ngồi nhìn vào mắt của người khác, để ý những cái cách phản ứng, những biểu cảm trên gương mặt của họ, cách họ nói, bởi vì những cái điều đó nó giúp cho tôi hiểu được cái điều họ đang nói tốt hơn. So personal discipling is the best, but if it's not possible, we do it other way and trust God will help them to grow. Cho nên cái môn đồ hóa cá nhân là quan trọng nhất, là tốt nhất. Nhưng mà nếu không có cách nào khác thì mình cũng có thể môn đồ hóa từ xa và tin cậy Chúa sẽ giúp đỡ họ để tăng trưởng. One more comment on that. If you are doing it by distance, you need to have more of a set program for the person to follow than when you are meeting personally. Need set things to do. Một điều ý kiến nữa là nếu mà mình phải làm công tác môn đồ hóa từ xa đó thì mình nên có những cái chương trình, những cái điều mà thêm những cái điều gì đó để cho cái môn đồ của mình họ làm, thay vì là mình gặp trực tiếp với họ thì mình sẽ ít có cái đó thôi. A study book, certain period passages of the Bible, praying for people, are they praying for these ones? You need to keep a pattern that you can keep asking about at a distance. Chẳng hạn như mình đưa cho họ một cuốn sách mà hay là một phân đoạn kinh thánh nào đó để họ học, hay là đưa những cái thông tin cầu nguyện cho một nhóm dân nào đó để họ cầu nguyện. Nó tóm lại là mình cần phải có những cái việc gì đó cụ thể để họ làm, và rồi sau đó mình có thể theo dõi, hỏi họ về những cái việc đó, giống như một cái kiểu mẫu vậy đó. Yesterday, one question already written in English. I just read it. Currently, mega church is the general trend of church growth in the world. Mega church has more personnel, finances, and influence to evangelize than a small church. Church multiplication is good, but small churches cannot afford to grow new churches. What do you think? What does the professor think about this? Oh dear. I'll give you my view. Okay. Sorry, I need to interpret this question into Vietnamese. Gần đây thì cái hội thánh lớn mega church nó là một cái xu hướng chung cho việc phát triển hội thánh trên thế giới. Một mục sư nha đưa ra câu hỏi như vậy, nhận định như vậy, và ông nói rằng mega church thì có nhiều người, nhiều tài chính và nhiều ảnh hưởng để mà truyền giảng truyền giáo hơn là một hội thánh nhỏ. Việc nâng cấp hội thánh là tốt, nhưng mà các hội thánh nhỏ thì không thể nào mà trang trải giúp đỡ cho việc phát triển như hội thánh mới. Thì ông hỏi là mục sư nghĩ gì về điều này? Yes, I don't. Okay. We all have our different views on this. Chúng ta có những cái quan điểm khác nhau, cách nhìn nhận khác nhau về cái vấn đề này.
But there have been some research done about mega church, places where mega churches are strong. Nhưng, there has been research. Yeah. Okay. Có một cái nghiên cứu về cách là làm cho một cái hội thánh phát triển mạnh mẽ. And where mega churches are becoming popular, smaller churches are dying. Thì người ta nói rằng những nơi mà hội thánh lớn, những hội thánh lớn mà phát triển thì những hội thánh nhỏ chết. And mega churches are becoming regional churches, not local churches. Và những cái mega church, những hội thánh lớn đó, nó trở thành những hội thánh của khu vực, của cả một khu vực luôn, chứ không phải không còn là hội thánh địa phương nữa. And unless a mega church has a vital small group ministry in all of the local areas, it will not be effective as smaller churches. Và cái nghiên cứu này chỉ ra rằng trừ phi mà cái hội thánh mega church, hội thánh lớn đó có những cái mục vụ nhóm nhỏ sống động và hiệu quả ở trong nhiều cái bối cảnh địa phương khác nhau, thì cái hội thánh mega church, hội thánh lớn đó, nó không hiệu quả bằng hội thánh nhỏ. Đó là nghiên cứu. There is many other issues, but the problem with a mega church is that it is very usually has a very strong leader, very charismatic leader. Đối với có nhiều lý do, nhưng mà một trong những cái đặc tính của hội thánh lớn đó, đó là họ có một cái người lãnh đạo rất là mạnh mẽ, rất là có ơn. And if that leader fails in some way, thousands of people are lost. Nhưng mà nếu như lãnh đạo đó mà thất bại trong một cái phương diện nào đó, hay là sa ngã trong một cái phương diện nào đó, thì hàng ngàn người sẽ sa ngã. And the press makes that a major statement against the church, against the name of Jesus. Và rồi khi chuyện đó xảy ra thì báo chí nó sẽ lấy cái việc đó nó làm tiêu đề để mà nó chỉ trích, tấn công Cơ Đốc giáo, làm xấu hội thánh. Another subtle problem with mega church is that Christians then see that type of leader as the ideal leader or the one they aspire to be like. Một vấn đề khác đối với những hội thánh lớn đó là những Cơ Đốc nhân á bắt đầu xem những cái người lãnh đạo hội thánh mega church đó giống như là những người hùng, giống như là những cái khuôn mẫu, và được cái có một cái cảm hứng là mong muốn mình cũng trở thành cái người giống như vậy. Mega church by its own nature is like a Christian business. Cho nên về mặt bản chất thì những cái hội thánh mega church đó, những hội thánh lớn đó, nó giống như là một cái công ty thôi, một cái công việc, một công ty, công ty. It's such a huge organization. It's like a business. Nó là một cái tổ chức lớn, giống như một cái doanh nghiệp vậy đó. And in my view, small local churches are a better model of what Jesus wants us to have. Nhưng mà trong cái quan điểm của tôi thì những cái hội thánh nhỏ đó chính là những cái kiểu, những hội thánh địa phương nhỏ đó chính là những cái kiểu mẫu mà Chúa Giêsu muốn chúng ta nghĩ đến theo như những gì được bày tỏ trong Kinh Thánh. That's why in my notes I said it's best to plant many small churches rather than a big church. Đó là lý do mà tôi nói rằng mình thành lập nhiều cái hội thánh nhỏ nó sẽ tốt hơn là thành lập một hội thánh lớn. But there are people that disagree, and there are strengths of mega church, but there are challenges and weaknesses as well. Cho nên thật ra cái điều này thì có nhiều người vẫn bất đồng. Có những cái đặc điểm rất là mạnh ở những hội thánh lớn, nhưng mà cũng có những cái mặt trái của những hội thánh mega church. If I had the choice, I'd plant many smaller churches than one big church. Nhưng mà nếu tôi phải chọn thì tôi sẽ chọn thành lập nhiều hội thánh nhỏ thay vì thành lập một hội thánh thật lớn. I have another question. Yeah, and the rest in my experiences when the mega church doesn't have enough personnel and finances, is it not possible to build and develop the branches? I have witnessed some small churches are open it and then cannot grow because the mega church is not strong enough to support. What do you think about it? Một sư tiếng có thể nói luôn tiếng Việt cho mọi người nghe cái câu hỏi của một sư, cái để tôi phải dịch.
Dạ, thưa giáo sư, là trong kinh nghiệm của tôi thì tôi thấy có một số hội thánh á, thì khi mà họ mở hội thánh nhỏ ra, tức là khi phát triển hội thánh á, thì do là họ không đủ nhân lực, không đủ tài chánh, nhưng mà cố gắng để mở nhà thờ, mở thêm nhà thờ mới, thì nó dẫn tới một cái hậu quả đó là cũng như mình mở nhà thờ nhưng mà không đủ nhân sự, không đủ tài chánh, thì cái hội thánh đó nó eo cũng không phát triển được, rồi nó cứ lay lắt qua ngày như vậy đó. Rồi đôi khi cái người lãnh đạo nhà thờ họ chỉ mở ra để làm cho nó có cái mục vụ, nhưng mà họ không thể nuôi cái hội thánh nó lớn được đó, dẫn tới cái hội thánh đó nó không phát triển được. Như vậy thì cái công việc của mình đó, cái mục đích mình nó tốt, nhưng mà cuối cùng thì cái kết quả nó lại không tốt. We're getting into some very big and deep issues here about church. We need to start and think, what is the church? It's the called out community of God. Most of our challenges, in my view, are about the form and function of the church. Yes, chúng ta cần phải nghĩ một lần nữa, nói về cái định nghĩa về hội thánh là gì. Hội thánh là những người được gọi ra khỏi. Cho nên vấn đề chính đối với hội thánh tức là cái hình thức và cái chức năng của hội thánh. And a lot of the models that you even have in Vietnam have unfortunately, in my view, been shaped by more Western models of church. And they don't necessarily suit your context. Và rất ở tại Việt Nam thì tôi thấy rằng có lẽ có rất là nhiều cái kiểu mẫu, những cái mô hình hội thánh khác nhau, nhưng mà không may là rất là nhiều cái khuôn mẫu đó nó lại đến từ phương Tây, nó ảnh hưởng bởi phương Tây, và thực ra nó không có hiệu quả lắm trong cái bối cảnh, có thể không phù hợp với bối cảnh của người Việt Nam. So I think we need to think quite differently as we move into this next season of the church. Hôm nay chúng ta cần phải chúng ta cần phải có một cái suy nghĩ khác đi. Khi chúng ta tiến đến cái giai đoạn này của việc phát triển hội thánh, chúng ta cần phải xem hội thánh trong cái bản chất của nó là gì, trong cái ý định của Đức Chúa Trời. If the way your church or various small churches are functioning is not working, we need to back way up and say, God, what are you saying? Should we be doing things very differently? Nếu như it's hội thánh his church. It's his church. Nếu như hội thánh của quý vị nhỏ và quý vị cảm thấy như những cái chức năng ở trong hội thánh nó chưa có được hoạt động tốt, thì mình cần phải dừng lại và hỏi Chúa rằng, Chúa ơi, con có cần phải làm cái gì đó nó khác đi không so với cái cách mà con đang làm không? My experience of church both here in the West as well as in Asia, I've lived for many years, is that we have a tendency to want to maintain what we have already experienced and see it grow. We find it hard to change radically from a model that we've had to something different. Cái kinh nghiệm của tôi ở tại khi chứng kiến công tác mở mang hội thánh ở phương Tây và đặc biệt là ở tại Indonesia đó là cái xu hướng là đôi khi chúng ta rất là khó để thay đổi những cái gì mà mình đã quen thuộc với nó. Có nghĩa là có những cái kinh nghiệm mà chúng ta đã có ở đâu đó, và rồi khi chúng ta mở hội thánh thì chúng ta lại bê nguyên cái đó vào ở trong việc là làm thành lập cái hội thánh của mình. Mà có thể là cái điều đó nó không hiệu quả, nhưng mà chúng ta lại không chịu thay đổi, làm khác đi. Rất là khó để chúng ta thay đổi một cách triệt để. That's natural for us, but I think God sometimes allows a crisis to occur which is difficult so that we learn a new pattern in life. That happened in Acts 8, where the church got scattered, but it led to amazing growth. Cho nên tôi nghĩ rằng đó là cái xu hướng rất là tự nhiên của chúng ta, nhưng mà đôi khi Đức Chúa Trời lại đưa chúng ta qua những cái khủng hoảng, tức là những cái giai đoạn khó khăn đó, để chúng ta có thể bắt đầu phải thay đổi cái kiểu mẫu hầu việc Chúa, hay là mở mang hội thánh của mình. Để có một cái kết quả tốt hơn, chẳng hạn như chúng ta thấy điều đó trong sách Công vụ đoạn 8 đó, khi mà các môn đồ mà không chịu ra khỏi Jerusalem thì Chúa phải cho một cơn bắt bớ xảy ra, thì họ phải tán lạc, thì lúc đó hội thánh mới phát triển được. It is God's church. It will always be here. He has a plan. He has a pattern. Hội thánh luôn luôn là hội thánh của Đức Chúa Trời. Ngài luôn luôn ở với hội thánh, và Ngài có một kế hoạch cũng như có một cái kiểu mẫu để cho hội thánh của Chúa phát triển. The Cultural Revolution in China
50 years, 40 years, 50 years ago, was destroyed the church in many ways. But that model went, but a new model developed. From 4 million, we have over 100 million believers today. Difficult, challenging, costly, but it led to growth. Sorry, I could not get the what kind of revolution? Cultural revolution in China. Okay. They tried to destroy the church, and it demolished many of the structures. Okay. But it led to a new pattern that is amazing. I got it. Ông đang nói về cái ví dụ về cái cuộc cách mạng văn hóa ở tại Trung Quốc cách đây 40-50 năm gì đó, thì người ta cố gắng là diệt hội thánh, người ta cố gắng là triệt hạ những cái nhà thờ, nhưng mà chính vì sự bắt bớ khốc liệt đó, nó dẫn đến một sự thay đổi trong cách mà hội thánh Trung Quốc họ phát triển hội thánh. Thay vì tập trung những hội thánh lớn thì bây giờ họ phát triển hội thánh âm thầm, hội thánh tư gia, và chính cái điều đó là cái nhân tố đem đến cái sự phát triển mạnh mẽ ở trong đạo của Chúa ở tại Trung Quốc. I passionately love the church. Jesus loves the church. It will never die. We just need to find what his pattern is in the place where we are. Nên chúng ta yêu hội thánh và Chúa Giêsu cũng yêu hội thánh. Điều chúng ta cần làm là tìm ra thì cái cách nào, cái mô hình nào nó hiệu quả, nó phù hợp cho cái bối cảnh của hội thánh địa phương của mình. I hope that helps. Tôi hy vọng điều này. Yes, sir. Cảm ơn mục sư. Yeah. I think we are over time now. We are. So, yes. Jeff, I would like to invite you for announcement, and after that, I will invite one pastor to close our time together with a closing prayer. Okay, thank you very much. And so there's not much things down to give you announcement, but we'll be studying exactly the same as today, tomorrow. Yeah, tôi không có nhiều thông báo dành cho quý vị, nhưng mà có một thông báo là ngày mai thì chúng ta cũng sẽ bắt đầu cùng một cái giờ giấc giống như là ngày hôm nay. So tomorrow there's Susan Sutton, who is the current international director of WEC International, will be speaking on missional spirituality. Ngày mai thì bà Susan Sutton là giám đốc quốc tế hiện tại của tổ chức truyền giáo WEC International sẽ nói về cái chủ đề là đời sống thuộc linh hướng về sứ mạng truyền giáo. And in the future, as what Trevor Kalmia mentioned, I hope that we might be able to have like one or two days seminars on church planting or discipleship making, maybe in the future if you want. Giống như mục sư Trevor Kalmia đã nói, thì trong tương lai nếu quý vị thấy rằng có một cái nhu cầu để cho một cái hội thảo về mở mang hội thánh trong một hoặc hai ngày, thì nếu quý vị muốn thì chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ. And one more thing, if you still have question to ask Trevor, but you can't actually do it right now because of time limit, so please tell Nhat, and he'll pass the questions to Trevor, or he might just give you the Trevor's email address for the communication. Nếu quý vị vẫn còn có những câu hỏi liên quan tới những gì chúng ta nghe buổi sáng hôm nay, thì tôi xin quý vị có thể gửi câu hỏi đó vào trong cái group Zalo đó mà chúng ta đã có cho những người đăng ký tham gia hội thảo, thì tôi sẽ chuyển những câu hỏi đó đến mục sư Trevor và ông có thể giúp và trả lời. Thank you very much. I just need to say my Vietnamese is not very good. Either English or Indonesian is okay. Tôi, ông nói rằng tiếng Việt của tôi thì không có tốt lắm, tôi định nói bằng tiếng Việt nhưng mà không tốt lắm, nhưng mà không tốt bằng tiếng Anh và tiếng Indo. Or not will be might be able to translate those things. Okay, it's all right. Yeah. Ông nói rằng ông trả lời bằng tiếng Anh thì tôi sẽ là người dịch ra cho quý vị. Yeah. Okay, thank you very much and see you tomorrow. Yeah, cảm ơn quý vị rất là nhiều. Và bây giờ trước khi chúng ta kết thúc, tôi xin trân trọng kính mời mục sư tiến sĩ Lê Trung Thành sẽ dâng lời cầu nguyện cảm tạ Chúa và xin Chúa ban phước thêm sức cho tất cả quý đại tớ của Chúa, quý con cái của Chúa đã tham dự hội thảo sáng hôm nay. Xin kính mời mục sư cầu nguyện. Kính lạy Chúa, chúng con thật cảm ơn Ngài vì chúng con được ngồi dưới chân của Chúa lắng nghe lời của tôi tới Chúa hướng dẫn chúng con trong vấn đề môn đề quá cũng như trong vấn đề mở mang hội thánh mới. Lạy Chúa, chúng con biết rằng đây là tâm lòng của Chúa, biết có Ngài muốn nhiều người được cứu,
Em muốn có hội thánh của Chúa để nuôi dưỡng, để gây dựng đời sống con dân của Ngài mạnh mẽ, lớn lên và tiếp tục trong công tác rao truyền ơn cứu rỗi của Chúa cũng như trong công tác mở mang nước trời. Chúng con thấy chúng con bị thiếu sót rất nhiều, chúng con cần năng lực của Chúa, cần sự hướng dẫn của Chúa, cần sự khôn ngoan và sự chúc lành của Chúa để chúng con có thể thực hiện những công tác này tại nơi mà Chúa đặt để chúng con. Giúp chúng con bắt đầu bằng sự cầu nguyện, giúp chúng con bằng những tấm lòng mềm mại nương cậy nơi quyền năng của Chúa. Và xin Chúa tiếp tục giúp chúng con luôn học tập và áp dụng những điều này vào trong chức vụ của chúng con. Cảm ơn Chúa một lần nữa vì Ngài đã dùng cơ hội mà chúng con có được buổi tối hôm nay để chúng con được trang bị tốt hơn cho chức vụ của chúng con. Xin Ngài đã đồng hành với chúng con trong tiến trình này để chúng con sẽ làm những điều tốt nhất cho Chúa và cuối cùng trong tất cả mọi sự xin danh Chúa được tôn cao. Amen. Và vinh danh. Chúng con cảm ơn Ngài. Cùng nguyện xin Chúa Ngài ban phước lại trên các diễn giả, ban phước trên ban tổ chức đã có tâm lòng để giúp chúng con có được cơ hội học hỏi chung với nhau. Xin Chúa ban chúng con tiếp tục có được những sự mềm mại và sự học hỏi cũng như tinh thần hiệp một để chúng con tiếp tục mở mang vương quốc của Ngài, truyền bá phúc âm của Chúa. Con cảm ơn Ngài. Cùng dân tất cả chúng con trong tay của Chúa, con xin thành kính cầu nguyện. Xin cảm ơn mục sư Lê Trung Thành, cảm ơn tất cả quý con của Chúa đã dành thời giờ tham dự buổi sáng hôm nay. Xin Chúa ban phước cho quý vị và hẹn gặp lại quý vị vào sáng mai. Quý vị có thể vào phòng từ lúc 8 giờ để chúng ta có thể trò chuyện thêm kết nối với nhau, và 8:30 chúng ta sẽ bắt đầu. Yeah, xin.